Giờ chưa khởi ơi. Mở cam lên đi em. Dạ. Yeah. Rồi. Chắc mình bắt đầu thầy Việt. Dạ vâng ạ. Phép hỏi là bên sở có chỉ đạo gì không ạ? Thì để em được phép bắt đầu luôn ạ. Chắc cũng có trưởng phòng em cũng có phát biểu vài lời trước khi mình tiến hành thầy. Dạ vâng ạ. Kính thưa toàn thể quý thầy cô, thì thực hiện cái công văn 366 ngày 22 tháng 3 năm 2022 đó, thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang đã triển khai cái giới thiệu cái phần mềm onluyen.vn. Thì trong cái hội nghị hôm nay thì về phía Sở Giáo dục và Đào tạo đó, thì xin trân trọng giới thiệu là thầy Trần Hiền Hòa, trưởng phòng giáo dục trung học giáo dục thường xuyên. Về phía các phòng giáo dục đào tạo huyện, thị, xã, thành phố đó, thì có đại diện lãnh đạo của các phòng giáo dục và đào tạo chuyên viên phụ trách cái khối trung học cơ sở ở các trường trung học phổ thông chuyên và trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện, thị xã, thành phố, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, cũng như các trường trung học cơ sở trên địa bàn đó, thì có đại diện lãnh đạo của đơn vị và có khoảng hơn 50% giáo viên của đơn vị. Thì hôm nay thì đến thời điểm này thì cái số lượng mà tham gia vào cái hội nghị là gần 1.930 mấy, và số lượng nó tăng liên tục. Thì cái này hỏi thầy Việt là nếu như mà nó quá ngàn thì thầy con muốn vào nữa có được không vậy thầy? Dạ, hiện tại thì bên em đang hỗ trợ lên đến 1.000 người thôi ạ. Còn nếu mà các thầy cô có thể là để dành sang buổi chiều mình có thể vào được, vì là cái nội dung của hai buổi sáng và buổi chiều ấy thì nó đều giống nhau cả. Nên em cố tình thiết kế như vậy là để phù hợp cho các thầy cô, mà có thầy cô là bận buổi sáng thì có thể tranh thủ vào buổi chiều. Để tránh cái trường hợp gọi là mình không có thời gian tham gia được buổi sáng thì buổi chiều có thể tham gia bù lại. Thì về cơ bản nội dung nó cũng đều giống nhau thôi ạ. Rồi, xin cảm ơn thầy. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu thầy Trần Hiền Hòa sẽ có phát biểu chỉ đạo trước khi chúng ta tiến hành cái hội nghị. Xin kính mời thầy. Dạ. Kính thưa thầy Đỗ Quốc Việt, đại diện cho công ty đầu tư phát triển sách và học liệu điện tử Việt Nam. Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý thầy cô, thì thực hiện cái công văn 1742 ngày 9 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022, thì vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo có phối hợp với công ty đầu tư phát triển sách và học liệu điện tử Việt Nam để tổ chức một cái buổi hội thảo triển khai cái chương trình giáo dục trực tuyến online.vn của công ty. Thì mục đích chính thứ nhất là nhằm tăng cường cái chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường và đổi mới cái phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh, rồi tiếp tục đổi mới cái công tác kiểm tra đánh giá, đặc biệt là năm 2021-2022 này là cái công tác mà chuẩn bị cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một cái mục đích rất là quan trọng là năm nay chúng tôi nhằm nâng cao cái tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông, tạo cái giảm đi cái độ lệch, cái độ chênh lệch giữa cái điểm trung bình của lớp 9 đối với cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và cái điểm trung bình của học bạ lớp 12 với cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đây là cái mục đích rất là quan trọng mà chúng tôi đã ban hành một cái kế hoạch nâng cao tỷ lệ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 21-22. Và một cái nữa thì hiện năm nay thì chuẩn bị cho cái công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới của lớp 10 năm 22-23. Vậy thì các công tác đổi mới kiểm tra đánh giá rất là quan trọng, nên chúng tôi có đi tìm hiểu và thấy cái công ty đầu tư phát triển sách và học liệu điện tử Việt Nam là cái công ty mà kế thừa của cái học mãi á, và các cái tỉnh như Hải Phòng, Nam Định, nhiều tỉnh là triển khai cái công tác kiểm tra đánh giá trong cái tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cái phần mềm này, thấy rất là hiệu quả, nên đã phối hợp với công ty để tổ chức cái hoạt động này cho tất cả giáo viên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang của chúng ta, từ cấp trung học cơ sở đến cấp trung học phổ thông.
Thì hôm nay chúng ta tiến hành triển khai cái nội dung này vào buổi 2 buổi, buổi sáng và buổi chiều. Về nội dung thì thầy báo cáo viên Đỗ Quốc Việt cũng đã nói là buổi sáng và buổi chiều nội dung giống nhau. Chính vì vậy mà cái điểm cầu của chúng ta hiện giờ là lên hơn 1000 rồi. Hơn 1000, hiện giờ là nghĩ là 1K là 1000 rồi thành phần tham dự. Thì để cho cái cuộc tập huấn của chúng ta nó đạt hiệu quả thì bản thân phòng trung học cũng yêu cầu một số cái công việc. Thứ nhất là quý thầy cô tham dự, thì đây là một cái thời gian quý báu mà chúng ta triển khai cái công tác này, thì mong quý thầy cô là dành cái thời gian của mình để mà tham dự hết cái buổi, để thực hiện cái nắm hết cái nội dung, cái quy trình trong cái quá trình chúng ta tập huấn cái chương trình giáo dục trực tuyến ôn luyện chống VN này. Đối với cái thầy Thiện thì cũng mong thầy là báo cáo viên, thì thầy chia sẻ hết tất cả những cái kinh nghiệm, những cái hoạt động gì mà thầy đã triển khai trước đây ở các cái tỉnh, cái khu vực ở phía Bắc, rất là nhiều tỉnh, Nam Định, người Hải Phòng, và rất là nhiều. Các thầy chia sẻ cái kinh nghiệm này cho Hậu Giang để trong cái thời gian tới thì chúng tôi áp dụng nó hiệu quả hơn trong cái hoạt động này. Và nhân đây thì cũng xin thay mặt cho Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, xin cảm ơn công ty đầu tư phát triển sách và học liệu điện tử Việt Nam, đặc biệt là thầy báo cáo viên Đỗ Quốc Việt đã dành cái thời gian của mình để triển khai cái công tác này. Cũng xin kính chúc quý thầy cô chúng ta tham dự một cái buổi tập huấn thật là bổ ích, hiệu quả trong cái buổi tập huấn của chúng ta sáng nay. Xin cảm ơn quý thầy cô và chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe. Sau đây thì chắc chuyển lời lại cho thầy báo cáo viên, thầy Đỗ Quốc Việt sẽ triển khai cái chương trình của chúng ta. Xin chào thầy. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Em cũng xin tự giới thiệu, em là Đỗ Quốc Việt, nhân viên công ty cổ phần phát triển sách và học liệu điện tử Việt Nam. Xin kính chào quý thầy cô thuộc Sở Giáo dục Hậu Giang cũng như là Phòng Giáo dục Đào tạo Hậu Giang. Và kính chào quý thầy cô trên toàn địa bàn sở tỉnh Hậu Giang ngày hôm nay. Thì để sau đây, trước khi bắt đầu buổi tập huấn thì em xin có cái báo cáo sơ bộ qua về cái tình hình cấp tài khoản của bên em trên địa bàn tỉnh Hậu Giang của mình. Thì hiện tại thì bên em đã tiếp nhận được danh sách là 79 trường trên địa bàn tỉnh của mình, và đã hoàn thành 76 trên 79 trường trong việc cấp tài khoản. Ngoài ra thì còn có 3 trường thì vẫn chưa được cấp tài khoản. Thì cũng kính mong quý thầy cô của các trường còn lại bổ sung thông tin để bên em có thể lạp dữ liệu và cấp tài khoản cho quý thầy cô của các trường còn lại, để chúng ta có thể sử dụng cái chương trình ôn luyện một cách thuận tiện nhất ạ. Thì sau đây em xin được phép bắt đầu luôn vào cái buổi tập huấn ngày hôm nay. Em xin chia sẻ màn hình ạ. Dạ vâng, quý thầy cô cho phép hỏi là quý thầy cô đã nhìn thấy cái màn hình em chia sẻ chưa ạ? Dạ thấy rồi thầy ơi. Dạ vâng, em xin cảm ơn ạ. Sau đây thì em xin bắt đầu luôn ạ. Để bắt đầu vào cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì đầu tiên em sẽ trình bày cái phần liên quan đến tài khoản của giáo viên đầu tiên. Tiếp đến sẽ là đến tài khoản của học sinh, và sau cùng sẽ là đến phần tài khoản của quản trị ạ. Thì để truy cập vào cái trang của ôn luyện thì quý thầy cô thì mở trình duyệt lên và đăng nhập cái gõ đường link, đó là app.onluyen.vn đây ạ. Đây, gõ lại luôn https. Đó. Đó, sau đó thì quý thầy cô sẽ đăng nhập mà bên em đã cung cấp cho quý thầy cô ạ. Đó, quý thầy cô ở đây và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thì quý thầy cô sẽ nhìn thấy được một cái giao diện mà quý thầy cô sẽ nhìn thấy thường xuyên mỗi khi đăng nhập vào. Đó, liên quan đến các thông tin quản lý lớp học, các nhiệm vụ theo tuần mà quý thầy cô đã giao cho học sinh, cũng như các bài tập trong tuần. Quý thầy cô có thể bấm xem các chi tiết báo cáo ở đây để có thể xem nhanh về các báo cáo liên quan đến các cái lớp học của mình đang giảng dạy. Về các chức năng thì các cái chức năng của tài khoản giáo viên có 3 chức năng chính, đó là quản lý học tập, quản lý chuyên môn và báo cáo thống kê.
Thì em xin được đi ngay vào cái phần chức năng đầu tiên, đó là phần quản lý học tập. Trong phần quản lý học tập thì sẽ có các cái module nhỏ hơn ở trong, đó là phần quản lý lớp học, quản lý nhiệm vụ, chấm và giám sát thi, phòng thí nghiệm và lớp học tương tác. Thì ở đây bốn cái tính năng đầu tiên thì bên phía sở mình đã được cung cấp miễn phí để sử dụng. Còn phần lớp học tương tác này thì quý thầy cô, nếu mà nhà trường nào có nhu cầu sử dụng thì sẽ đăng ký để bên em kích hoạt thêm ạ. Vì cái phần này là bên em phải mua tài khoản của ClassIn cũng như là của Zoom để có thể là sử dụng được. Nhưng mà trong cái buổi tập huấn thì bên em cũng sẽ mở qua, giới thiệu qua để quý thầy cô có thể nắm bắt được. Đó, em xin đưa vào phần quản lý lớp học. Trong phần quản lý lớp học thì như quý thầy cô có thể nhìn thấy, sau khi bấm vào quản lý lớp học thì quý thầy cô sẽ nhìn thấy được danh sách toàn bộ các lớp học mà giáo viên này hiện tại đang được phân công giảng dạy. Vì đây là tài khoản demo nên là bên em đang cung cấp cho tài khoản giáo viên này rất là nhiều lớp học được giảng dạy ở đây. Đó, quý thầy cô có thể xem theo dạng lưới như này, hoặc quý thầy cô cũng có thể xem theo dạng thứ tự như này để có thể biết được cái phần cái số học sinh của từng lớp cũng như là số bài tập đã được giao cho các cái lớp học và phần tỷ lệ nộp bài đạt được bao nhiêu phần trăm. Đó, thì quý thầy cô cũng có thể bấm trực tiếp vào từng lớp học để có thể là xem được các cái thông tin chi tiết hơn ở phía trong. Đây, quý thầy cô sẽ nhìn thấy được danh sách toàn bộ các bạn học sinh có trong một lớp học. Quý thầy cô sẽ nhìn thấy được cái tỷ lệ hoàn thành bài tập của từng bạn học sinh. Đó, quý thầy cô có thể chọn dạng danh sách nhà để có thể nhìn được cái thời gian truy cập như hoàn thành bài tập như thế nào. Quý thầy cô có thể chọn sắp xếp theo truy cập hoặc là sắp xếp theo mức độ hoàn thành bài tập. Đó, bên cạnh cái phần danh sách học sinh, quý thầy cô sẽ có một phần kế hoạch đây. Thì đây là nơi quý thầy cô có thể đưa ra cái mục tiêu giáo dục cũng như là các yêu cầu cần đạt và các nội dung dạy học sẽ được truyền đạt ở phía dưới phần nội dung này. Trong phần mục tiêu, quý thầy cô có thể nhập vào đây. Quý thầy cô sẽ chọn một cái biểu tượng hình cái bút ở góc đấy ạ. Quý thầy cô có thể nhập thông tin liên quan đến mục tiêu tuần hay là mục tiêu tháng hay là mục tiêu cho một cái chuyên đề nào đó chẳng hạn. Xong sau đó thì quý thầy cô cũng có thể nhập phần yêu cầu cần đạt và phần nội dung dạy học. Khi quý thầy cô nhập hết ở đây thì bên phía cái tài khoản học sinh ấy, các bạn cũng sẽ nhìn thấy được các cái nội dung liên quan đến mục tiêu, yêu cầu cần đạt cũng như là nội dung dạy học ở đây. Bên cạnh cái tab kế hoạch thì quý thầy cô cũng có thể nhìn thấy được cái bộ đề được giao ở bên cạnh. Đây là nơi chứa toàn bộ các cái bộ đề mà giáo viên đã giao cho các bạn học sinh của cái lớp học 9A1 môn toán đấy ạ. Đó, nghĩa là vào lớp 9A1 môn toán này thì giáo viên sẽ nhìn thấy được toàn bộ các cái bài, các cái bộ đề mà mình đã giao cho các bạn học sinh trong thời gian vừa rồi. Thì đó là toàn bộ cái phần liên quan đến quản lý của lớp học. Tiếp đến thì em sẽ giới thiệu tiếp cái tính năng tiếp theo là quản lý nhiệm vụ. Trong phần quản lý nhiệm vụ thì sẽ phân ra hai năng chính, đó là quản lý bài tập và quản lý nhiệm vụ tự học. Ngoài ra thì sẽ có một cái tính năng là luyện thi IELTS. Thì cái phần luyện thi này thì các bạn học sinh nếu mà có nhu cầu ấy, sử dụng thì bên em sẽ sử bật cái tính năng này lên để cho các bạn sử dụng. Nhưng mà cái tính năng này là tính năng mất phí, vì bên em cũng đã phải mất rất nhiều tiền để có thể là mua được các cái bộ đề luyện thi đạt chuẩn quốc tế từ bên nước ngoài về để có thể là tích hợp lên hệ thống để giúp các bạn có thể là tham gia luyện thi cũng như là học tập một cách hiệu quả và chuẩn xác nhất. Ngoài ra thì cái phần quản lý bài tập và quản lý nhiệm vụ học này thì bên em đang miễn phí hoàn toàn cho quý thầy cô để quý thầy cô có thể sử dụng. Em xin đi vào phần quản lý bài tập. Thì trong phần quản lý bài tập thì như quý thầy cô nhìn thấy, khi vào quý thầy cô sẽ nhìn thấy danh sách toàn bộ các cái bài tập mà quý thầy cô đã khởi tạo, bao gồm các cái dạng bài, đó là bài tập mà quý thầy cô mới tạo thì gọi là bài tập mới khởi tạo. Còn đâu cái phần mà quý thầy cô giao cho các bạn học sinh thì đã là các bài tập đã giao, còn chưa giao thì gọi là chưa giao. Và ở đây sẽ có các cái bài tập mà quý thầy cô giao cho các bạn học sinh rồi và các bạn học sinh làm bài và chờ chấm điểm thì sẽ có ở trong này luôn. Quý thầy cô có thể truy cập nhanh đến hai cái tab ở đây, đó là các bài chờ chấm điểm hoặc là các bài chưa giao ở đây. Đó, thì sau đây em xin tiếp tục giới thiệu cho quý thầy cô cái cách thức thêm bộ đề để làm sao quý thầy cô có thể giao các cái bài tập cũng như bài kiểm tra cho toàn bộ các bạn học sinh. Thì quý thầy cô có thể bấm vào đây, bấm vào thêm bộ đề.
Thì hiện tại bên em đang hỗ trợ 5 hình thức thêm bộ đề, đó là tạo bộ đề từ thư viện câu hỏi có sẵn với hơn 200.000 câu hỏi. Thầy Việt ơi, em có ý kiến là chưa có màn hình thầy ơi. Màn hình đó, thầy chia sẻ nó bị ấy, nó không có màn hình. Vâng, để em kiểm tra lại. Đấy, chờ em một chút xíu ạ. Nhưng mà lúc đầu, thầy Khảo cho em hỏi là lúc đầu lúc em chia sẻ thì thầy có nhìn thấy cái màn hình em chia sẻ không ạ? Có, lúc đầu là có, nhưng mà sau khi thầy nói một thời gian thì hiện hồi nó không còn màn hình đó. Hiện tại là không có màn hình đó. Màn hình chia sẻ của thầy á. Chắc là có thể là do mạng của em có vấn đề ạ. Để em chia sẻ lại ạ. Vâng, thầy nhìn lại được cái màn hình của em chưa ạ? Rồi, được rồi đó thầy. Dạ vâng ạ. À, thầy cho em hỏi là lúc nãy em đang giới thiệu đến phần nào thì nó bị mất cái màn hình ạ? Hồi nãy cũng không nhớ nữa, nhưng mà nó mất cũng hay lâu. Vâng, thế thì em xin giới thiệu lại luôn phần quản lý nhiệm vụ nhé. Đó, thì nghĩa là trong phần quản lý nhiệm vụ này thì sẽ có hai tính năng chính, đó là quản lý bài tập và quản lý nhiệm vụ tự học. Đó, thì và phần luyện thi IELTS. Luyện thi IELTS thì chỉ dành cho các bạn học sinh, nhưng mà có nhu cầu luyện thi IELTS thì có thể đăng ký thêm để có thể sử dụng cái tính năng này. Em xin đi vào phần quản lý bài tập. Trong phần quản lý bài tập thì sẽ có toàn bộ các bài tập mà được quý thầy cô khởi tạo. Nó sẽ hiện diện ở đây, bao gồm các bài tập đã giao này, chưa giao, hoặc là các bài tập đang trong cái trạng thái chờ chấm điểm thì cũng đều được lưu ở đây. Đó. Thì quý thầy cô có thể chuyển nhanh sang cái tab chờ chấm điểm hoặc chưa giao để có thể tìm đến các bài tập mà quý thầy cô đang ở trong cái dạng bài tương tự như vậy. Và ở đây thì bên em có các cái dạng bài liên quan đến file PDF này. Dạng bài bộ đề PDF hay bộ đề lấy từ ngân hàng câu hỏi có sẵn này. Thì sau đây em xin giới thiệu luôn cái cách thức để quý thầy cô có thể thêm bộ đề vào để giao cho các bạn học sinh. Đây, hiện tại thì bên em đang có hỗ trợ 5 cách thức thêm bộ đề. Đó là tạo bộ đề từ thư viện câu hỏi có sẵn, tạo bộ đề từ file PDF, sao chép bộ đề từ thư viện, bộ đề có sẵn và tạo bộ đề chấm điểm bằng camera. Ngoài ra thì có một tính năng bên em mới mở thêm nữa, đó là tạo bộ đề từ file docx, nó hỗ trợ rất tốt cho quý thầy cô trong việc khởi tạo bộ đề ra cho các bạn học sinh. Em xin đi vào tính năng đầu tiên, đó là tạo bộ đề từ thư viện câu hỏi có sẵn. Em sẽ chọn môn toán ạ. Em sẽ xóa hết các câu hỏi mà trước đó em đã từng thao tác đi. Và em sẽ chọn môn toán ạ. Em sẽ chọn toán trung học cơ sở và chọn đơn vị kiến thức. Ở đây thì quý thầy cô có thể là chọn lần lượt như này, hoặc là có thể gõ trực tiếp vào đây. Em sẽ chọn khai ạ. Đó, quý thầy cô có thể chọn đây, hoặc là để cho chuẩn xác thì em sẽ chọn đúng cái độ của lớp toán trung học cơ sở, sau đó em sẽ chọn toán lớp 9. Em sẽ chọn một số phương trình. Đó, sau khi chọn thì quý thầy cô sẽ tiếp tục chọn đến phần gọi là đơn vị. Ở đây sẽ là phần nhận thức, cấp độ nhận thức. Chia làm 4 cấp độ theo đúng chuẩn của Bộ Giáo dục đưa ra. Đó là nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Nâng cấp dần mức độ từ dễ cho đến khó. Vì đây là demo nên em sẽ chọn nhanh cho quý thầy cô. Sẽ chọn 5 câu thôi để có thể làm nhanh. Chúng ta có cái nhìn tổng quan, quý thầy cô có thể nhìn thấy nhanh. Em sẽ nhập thêm bộ đề. Hôm nay là ngày 27 tháng 3, em sẽ bước vào nhầm lẫn khối, đúng khối kiến thức. Và quý thầy cô sẽ chọn phần loại bài. Trong phần loại bài ở đây thì bên em đang có hai dạng bài, đó là dạng bài tự luyện và dạng bài kiểm tra. Đối với dạng bài tự luyện thì khi quý thầy cô lựa chọn cái bộ đề này, quý thầy cô giao trong cái thời gian ví dụ từ ngày 27 tháng 3 cho đến ngày ngày 1 tháng 4 chẳng hạn, thì trong thời gian đó các bạn học toàn có thể cứ thời điểm nào để có thể hoàn thành bài tập của mình. Nhưng nếu mà quý thầy cô chọn cái mức độ là bài kiểm tra
thì ở đây quý thầy cô sẽ điền thêm thời gian làm bài. Ví dụ là ở đây điền bài làm là 15 phút thì để có thể hiểu được đó là bài kiểm tra, thì nghĩa là quý thầy cô cũng vẫn có thể giao cái bài kiểm tra đó trong cái khoảng thời gian nhất định, ví dụ từ 27 tháng 3 cho đến ngày 1 tháng 4, tương tự như phần tự luyện. Nhưng khi mà các bạn học sinh bắt đầu vào làm bài kiểm tra rồi thì các bạn học sinh sẽ chỉ còn lại 15 phút để hoàn thành được cái bài tập đó thôi, chứ không thể kéo dài suốt trong kéo dài suốt cái quá trình làm bài từ ngày 27 tháng 3 cho đến ngày 1 tháng 4 được. Đó là sự khác biệt giữa bài kiểm tra và bài luyện tập. Ở phía dưới thì bên em đang có hai cái nút tích cho quý thầy cô ở đây, đó là giải thích trách nhiệm và đảo câu hỏi. Phần đảo câu hỏi thì nó đơn giản, chỉ là đảo thứ tự các câu hỏi trong cùng cái bộ đề. Đó, như là cái trong cùng cái bộ đề là ví dụ là quý thầy cô tích phần đảo câu hỏi thì sẽ có thể đảo thứ tự của câu 3 lên câu 1 hoặc là câu 4 lên câu 1. Còn việc cái phần đáp án trong từng hỏi thì hệ thống bên em đã mặc định là sẽ tự động đảo cho nhau rồi. Cái phần đó là sẽ không cần phải tích nữa. Còn đối với phần giải thích trách nhiệm ở đây thì như quý thầy cô có thể biết trong các cái bài kiểm tra trách nhiệm ấy, thì các bạn học sinh hoàn toàn có thể là trả lời một cách tự do, không theo một cái nghĩa là không theo một cái đáp án chuẩn nào cả. Và nhiều khi các bạn học sinh cũng không hiểu bài ấy, các bạn có thể lựa chọn bất kỳ một đáp án nào đó nhưng mà may mắn đúng chẳng hạn, hoặc là nó có thể sai. Nên là cái phần giải thích trách nhiệm này được đưa ra để giúp quý thầy cô có thể biết được là các bạn học sinh có thực sự hiểu cái bài tập của mình, hiểu được cái câu hỏi mình trả lời hay không, cần các bạn đưa ra cái lời giải thích làm sao cho nó phù hợp, thì lúc đó quý thầy cô cũng sẽ nắm bắt được cái khả năng làm bài của các bạn học sinh, xem các bạn học sinh có thực sự hiểu bài hay không. Thì đối với phần giải thích trách nhiệm này thì bên em cũng khuyến khích các quý thầy cô lên mở ra bài tập tự luyện để các bạn học sinh có thể là vừa luyện tập và cũng có thể đưa ra các lời giải thích làm sao phù hợp. Còn đối với các cái bài kiểm tra, nếu mà đưa giải thích trách nhiệm vào thì em nghĩ là các bạn học sinh thì chưa chắc đã có đủ thời gian để mà đưa các phần giải thích của mình vào, mà chúng ta chỉ lên để phần đảo câu hỏi mà thôi. Đó. Thì sau khi quý thầy cô cấu hình xong thì quý thầy cô có thể bấm vào phần tạo bài tập ở đây. Đó. Em xin chia sẻ thêm một chút xíu, đó là cái phần chấm điểm nãy em chưa nói. Đó, cái phần chấm điểm, ví dụ ở đây của chúng ta có 5 câu, quý thầy cô có thể nhìn thấy là có 5 câu hỏi thì quý thầy cô có thể cho điểm lần lượt câu ở đây 2 điểm, hoặc là có thể câu dễ câu khó thì quý thầy cô có thể khoảng là 4 điểm hoặc 3 điểm hoặc 1 điểm chẳng hạn. Đó, có thể khác nhau, miễn làm sao để cho cái tổng điểm của chúng ta là 10 điểm thì lúc đó chúng ta có thể tạo bài tập. Còn nếu mà cái số câu hỏi của chúng ta lớn quá, khoảng 50 câu hỏi mà muốn chia đều điểm thì quý thầy cô có thể bấm vào đây chia đều điểm. Đó, thì sau khi bấm chia đều điểm thì các cái câu hỏi ở đây điểm được chia đều về 2 điểm hết rồi, và quý thầy cô có thể bấm tạo bài tập. Đó, sau khi tạo bài tập thành công thì hiện tượng đưa ra cái thông báo và quý thầy cô có thể lựa chọn cái thời gian bắt đầu để giao cho các bạn học sinh. Ví dụ đây là ngày 27 tháng 3, bắt đầu từ thời điểm này luôn, và ngày kết thúc quý thầy cô có thể chọn đây, chọn ngày kết thúc. Đó, em sẽ chọn là ngày 1 tháng 4 chẳng hạn. Đó, và quý thầy cô sẽ chọn giao các bài tập cho các bạn học sinh. Quý thầy cô có thể giao cho toàn bộ các bạn học sinh trong lớp, hoặc quý thầy cô có thể giao cho một bạn hoặc một nhóm bạn học sinh trong lớp. Đó, quý thầy cô có thể tích ra để giao cho 1, 2, 2, 3 người tùy quý thầy cô. Cái việc giao đề linh hoạt như này giúp quý thầy cô có thể phân chia được cái lớp học của mình thành nghĩa phân hóa cái lớp học của mình thành hai hoặc ba nhóm dạng học sinh. Các bạn học sinh tiếp thu kiến thức chậm thì quý thầy cô có thể là đưa vào nhóm yếu một xíu, còn với các bạn học sinh mà học khá giỏi hẳn lên, nghĩa là tiếp thu bài nhanh, thì quý thầy cô có thể phân ra đưa vào một cái nhóm để quý thầy cô có thể là đào tạo bồi dưỡng thêm cho các bạn ấy trong quá trình học tập. Đó, hiện tại thì em sẽ giao bài luôn cho tất cả các bạn học sinh. Và đây sẽ có phần tích, đó là chỉ cho phép xem kết quả khi hết hạn. Nghĩa là cái phần này khi mà quý thầy cô tích vào đây ấy, thì chỉ có khi hết cái thời gian ngày đến ngày mùng 4 tháng 4, ngày mùng 1 tháng 4 và quý thầy cô nhìn thấy là thời gian là 8:23 phút, thời gian này học sinh có thể xem, còn không thì sẽ không xem được, nên em sẽ bỏ
bấm giao bài. Đó. Đó, sau khi đã giao bài tập thành công thì quý thầy cô sẽ có thể kiểm tra lại ở trong phần quản lý nhiệm vụ. Đó, quý thầy cô sẽ nhìn thấy luôn bộ đề từ ngân hàng câu hỏi ngày 27 tháng 3 được hiển thị. Và ở bên phải sẽ có một cái icon đám mây biểu tượng cho cái phần ngân hàng câu hỏi ở đây thì sẽ hiển thị ra. Và quý thầy cô có thể nhìn thấy, và quý thầy cô có thể là giao lại bài tập hoặc sửa cấu hình, sửa tên. Đó, quý thầy cô có thể thao tác, có thể xem chi tiết các nội dung ở đây. Đó, và có thể bấm vào xem báo cáo. Hoặc quý thầy cô có thể bấm trực tiếp vào đây luôn được, để có thể xem báo cáo luôn. Đó, thì hiện tại thì chưa có bạn học sinh nào làm nên là quý thầy cô sẽ chưa thể xem được cái báo cáo đó. Đó, thì đấy là cái cách thức đầu tiên để quý thầy cô có thể xem bộ đề từ ngân hàng câu hỏi. Sẽ trình bày cách thức thứ hai, đó là bộ đề từ file PDF. Đó, quý thầy cô sẽ có thể bấm vào đây. Quý thầy cô sẽ chọn thêm bộ đề. Em sẽ chọn cái phần đó, em sẽ chọn một cái bộ đề mẫu chẳng hạn. Đây, như quý thầy cô có thể nhìn thấy bộ đề mẫu của em được đưa ra đây, có 10 câu. Em sẽ lời giải, sẽ nhập tên bộ đề PDF ngày 27 tháng 3. Cô sẽ khối là em lấy ví dụ cho nên là có thể nội dung kiến thức nó sẽ không tương xứng với cái khối lớp học. Thì thầy cô có thể chọn ở đây tổng số điểm trắc nghiệm và tự luận. Ở đây thì sẽ có hai loại bài, đó là loại bài trắc nghiệm và loại bài tự luận, để quý thầy cô có thể phù hợp. Ví dụ như các bài trắc nghiệm thì quý thầy cô có thể là dành cho các môn toán lý hóa chẳng hạn, sĩ sử địa. Còn đối với các bộ môn tự luận như ngữ văn hay là môn tiếng Anh thì quý thầy cô có thể chọn phần đây, phần tự luận để quý thầy cô đưa lên. Và quý thầy cô lưu ý giúp em một điều, đó là khi mà quý thầy cô muốn tạo được cái bài tập cái bộ đề dạng file PDF như này thì quý thầy cô phải lưu ý giúp em cái tổng số điểm trắc nghiệm và tự luận này nó phải đạt là 10 này. Đó, quý thầy cô hoàn toàn có thể kết hợp giữa việc giao bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luyện ở trong cùng một cái bộ đề. Ví dụ đây hiện tại của em đang là cái bài trắc nghiệm và có 10 câu. Nhưng mà em ví dụ luôn, có thể là ở đây quý thầy cô tập là 5 câu trắc nghiệm thôi chẳng hạn. Và câu tự luận là quý thầy cô cũng cho 5 câu chẳng hạn. Đó, thì lúc đó quý thầy cô sẽ phải set up lại số điểm sao để mà tổng cái số điểm của câu trắc nghiệm này. Ví dụ câu trắc nghiệm quý thầy cô cho là 5 điểm thôi. Và câu tự luận thì chúng thầy cô cũng sẽ để là 5 điểm. Lúc đó là tổng cái số điểm trắc nghiệm và tự luận ở trên này nó đạt là 10 này. Lúc đó quý thầy cô mới có thể là tạo được cái bộ đề. Và sau khi chọn phần trắc nghiệm này, quý thầy cô có thể nhập nhanh các đáp án đây, ví dụ A, B, C, D, A chẳng hạn. Và quý thầy cô bấm Enter, gán các đáp án cho từng câu hỏi. Đó, thì quý thầy cô nhìn thấy ở phía dưới sẽ được gán luôn các đáp án nhanh, một cách nhanh nhất. Đó, hoặc quý thầy cô có thể là nhập lần lượt tay chẳng hạn. Ví dụ quý thầy cô có thể thay đổi ở dưới này. Đó, nếu mà đáp án nào chưa đúng quý thầy cô có thể thay đổi lại làm sao cho phù hợp. Và phần tự luận thì ở đây quý thầy cô sẽ phải cho điểm từng câu. Thì thông thường là các cái bài tự luận thì cái số lượng nó sẽ ít thôi, nên là quý thầy cô có thể cho điểm bằng tay được. Đó, hiện tại thì hệ thống đang là chia đều điểm ngay từ ban đầu, nhưng mà nếu mà quý thầy cô muốn có câu hỏi khó dễ khác nhau thì quý thầy cô có thể cho điểm ở đây, ví dụ 1 điểm hoặc là 0,5 điểm. Đó, câu này để cho 1,5 điểm này ạ. Ví dụ là như vậy thì lúc đó thầy cô sẽ có thể là bấm phần tạo bộ đề ở đây. Đó, vui lòng nhập môn học của bộ môn đề. Lúc nãy em có chưa nhập. Đó, nội dung lớp 9 đây, và em sẽ bấm tạo bộ đề. Sau khi tạo thành công thì quý thầy cô cũng sẽ giao bài tương tự giống như cái cách thức mà lúc em vừa trình bày đó. Quý thầy cô sẽ chọn ngày bắt đầu, chọn ngày kết thúc và có thể giao được một bài. Sẽ đổi lại đó.
bạn giao bài. Thì sau khi giao bài thành công thì quý thầy cô có thể kiểm tra lại ở trong phần quản lý nhiệm vụ đây. Đó. PDF ngày 27 tháng 3 và sẽ có biểu tượng PDF được đẩy lên ở đây. Quý thầy cô có thể nhìn thấy ạ. Đó. Tiếp đến em sẽ thêm bộ đề bằng cách là sao chép bộ đề từ thư viện, bộ đề có sẵn của huấn luyện. Quý thầy cô chọn môn, chọn giáo trình, chọn đơn vị kiến thức. Em sẽ đổi lại một chút xíu để cho nó lót lại hệ thống. Đó. Em chọn. Đó. Quý thầy cô chọn được thì sẽ có được. Và quý thầy cô có thể xem qua một loạt các bộ đề. Sau đó bấm sao chép. Sau khi bấm sao chép thì quý thầy cô sẽ bấm vào phần cấu hình đây. Để đưa sang phần cấu hình. Đó. Ở đây thì sau khi quý thầy cô có thể rà soát lại các nội dung của cái bộ đề. Nếu thấy câu hỏi nào chưa đạt cái mức độ mà quý thầy cô yêu cầu thì có thể xóa đi. Đó. Đó, câu hỏi của em hiện tại bây giờ chỉ còn 13 câu thôi. 13 trên tổng số 15 câu ban đầu. Em sẽ xóa thêm 3 câu nữa đi chẳng hạn để cho nó đạt 10 câu để cấu hình cho cái bài tập của chúng ta nó chuẩn trễ hơn. Đó. 10 câu và em sẽ chọn các thông tin, ví dụ ở đây bài kiểm tra này sẽ đổi thành bài tự luyện chẳng hạn. Đó, 10 điểm. Thế thì cô có thể bấm chia đều điểm nhanh để có thể chia đều điểm cho các câu hỏi. Và bấm tạo bài tập. Thế thì cô cũng sẽ đáp tương tự giống như cái trường hợp lúc nãy. Thế thì cô chọn thời gian bắt đầu kết thúc để thay đổi. Ngày 5. Như vậy là quý thầy cô đã giao thành công. Quý thầy cô sẽ kiểm tra lại ở đây. Đó, bộ đề căn bậc 2 đây. Quý thầy cô hoàn toàn có thể là sửa lại tên để làm sao cho nó phù hợp. Bộ đề sao chép ngày 27 tháng 3. Đó. Đó, quý thầy cô có thể thay đổi trực tiếp vào đây. Và quý thầy cô tiếp tục có thể là thêm bộ đề từ việc tạo bộ đề chấm điểm camera. Cái việc hình thức tạo bộ đề chấm điểm camera này nó cũng tương tự như cái phần bộ đề PDF, nhưng nó có một tính năng khác, đó là sau khi mà các bạn học sinh làm xong ấy, thì có thể là chụp lại cái file, chụp lại cái đáp án của mình và đưa lên trên hệ thống để quý thầy cô có thể trực tiếp chấm cái bài của học sinh trên cái file ảnh đó. Thì em sẽ thao tác cái phần tính năng đó. Hiện tại em sẽ tạo cái bộ đề. Bây giờ cô sẽ chọn khối, chọn môn học, chọn hình thức bài tự luyện hay bài kiểm tra. Đó. Em sẽ bấm tạo được bộ đề luôn. Sau khi tạo xong thì em sẽ giao 1 tháng 4. Giao thành công thì quý thầy cô kiểm tra lại. Đó, bộ đề cam sẽ được đưa lên. Tiếp đến thì quý thầy cô có thể thêm bộ đề bằng việc tạo bộ đề từ file docx. Thì ở đây bên em có hai dạng, đó là nhập câu hỏi từ câu hỏi thường từ Word docx hoặc nhập câu hỏi học liệu từ Word docx. Thì em sẽ lần lượt trình bày từng dạng một để quý thầy cô bắt được. Đầu tiên em sẽ nhập câu hỏi thường từ Word. Câu hỏi thường thì là dạng câu hỏi trắc nghiệm đó. Đó, em sẽ chọn một bộ đề toán đã convert. Đó, quý thầy cô sẽ nhìn thấy đây. Em xin được chia sẻ luôn cái phần bộ đề đó ở đây. Em sẽ chia sẻ thêm. Em sẽ chia sẻ toàn bộ màn hình điện của quý thầy cô mắt được. À, đây là cái bộ đề gốc này, bộ đề gốc của cái đề toán đó. Đó, bộ đề gốc thì nó sẽ có dạng như này, quý thầy cô có thể nhìn thấy rất là chuẩn ở đây rồi. Ngoài ra thì để mà
quý thầy cô có thể import nhanh lên trên hệ thống, thì quý thầy cô lên đổi convert gốc nhà sang dạng LaTeX, thì cái bộ đề convert thì nó sẽ có dạng như sau. Đề convert thì sẽ có dạng như sau. Đó, sẽ có dạng như thế này. Đây là sau khi quý thầy cô convert từ sang dạng LaTeX thì nó sẽ có thêm các ký hiệu như này để quý thầy cô có thể đưa lên trên hệ thống một cách nhanh nhất. Hoặc là quý thầy cô, nếu mà quý thầy cô không muốn convert ấy, thì quý thầy cũng hoàn toàn nhập trực tiếp từ cái file bộ đề gốc như này để đưa lên cũng được, nhưng mà nó sẽ mất thời gian để có thể hệ thống convert được nó sang. Đó, ví dụ em sẽ nhập lại đây chẳng hạn, em sẽ nhập bằng cái bộ đề gốc đây. Đó, thì ở đây hệ thống sẽ chuyển đổi các công thức dạng mắt tay, đã chuyển đổi bao nhiêu công thức sang. Đó, đây là cái bộ đề của em, nó ít công thức nên là convert nó cũng khá là nhanh, nhưng nếu mà bộ đề của quý thầy cô mà nhiều ấy thì cái quá trình convert trực tiếp ở trên hệ thống này thì anh nghĩ là nó sẽ mất nhiều thời gian của quý thầy cô, chưa kể đến nếu mà quý thầy cô mà không ổn định đường truyền thì nó cũng sẽ hơi lâu. Đó, sau khi mà quý thầy cô đưa lên được hệ thống thì quý thầy cô sẽ chọn nhập bộ đề chọn khối, chọn môn học, chọn bài tư luyện hoặc bài kiểm tra, đó tùy với thầy cô, và có thể lựa chọn phần giải thích trách nhiệm hay là đọc câu hỏi ở đây. Đó, như lúc em trình bày thì quý thầy cô có thể thấy được trong phần bộ đề PDF và bộ đề camera thì sẽ không có hai tính năng này, vì chúng ta có thể hiểu rất là đơn giản, quý thầy cô hiểu rất là đơn giản đó. Chúng ta đưa cái bộ đề dạng PDF cả file của camera lên thì nó đơn thuần là file PDF mình đưa lên để cho các bạn học sinh có thể làm thôi, nên là cái tính năng để mà đảo được câu hỏi và giải thích trách nhiệm này thì sẽ không thể nào xây dựng được ở đó, và chỉ có thể sử dụng ở trên cái tính năng của ngân hàng câu hỏi có sẵn, hoặc là tính năng nhập bộ đề từ Word Direct này mà thôi. Đó, thì đây là và quý thầy cô có thể chọn ở đây thì dạng câu hỏi thông thường thì sẽ được nhập luôn đáp án được gắn sẵn rồi, còn quý thầy cô có thể cho điểm vào đây, nhập điểm cho từng câu, hoặc quý thầy cô có thể chia điểm nhanh bằng cách tính lại điểm ở đây thì hệ thống sẽ tự động chia đều điểm cho các câu hỏi. Đó, đây là cái bộ đề từ câu hỏi thường, và em sẽ nhập lại và sẽ nhập bằng câu hỏi học liệu. Đối với các môn như môn ngữ văn hoặc môn tiếng Anh thì quý thầy cô sẽ sử dụng cái tính năng này. Đó, đây em sẽ nhập vào đây, đó là ví dụ như môn trắc nghiệm học liệu Anh đây chẳng hạn. Đó, đó, đối với việc nhập câu hỏi học liệu từ cái tính năng này thì quý thầy cô sẽ để ở đây phần đáp án chưa được gắn, đúng không ạ, hoàn toàn là chưa được gắn, và quý thầy cô phải tự nhập tay ở đây, hoặc là quý thầy cô có thể là đưa sẵn ra một hay hạn các cái đáp án của câu hỏi của cái bộ đề này để làm sao cho nó phù hợp, và quý thầy cô sẽ gắn nhanh vào đây. Đó, đó, hiện tại thì vẫn chưa đủ và em sẽ gắn thêm để làm sao cho đủ. Đó, mình số lượng nhập thừa thì ở đây hệ thống sẽ chỉ mặc định lấy đủ 50 cái đáp án ban đầu mà quý thầy cô đưa vào mà thôi. Đó, và em sẽ kéo xuống đây, phía trên đây là cái bộ đề của môn tiếng Anh, thì ở phía trên cũng là các cái hình thức câu trắc nghiệm, nhưng mà ở phía dưới thì sẽ có kết hợp cái phần học liệu ở phía dưới, và em sẽ kéo xuống để quý thầy cô có thể nhìn thấy. Đây, đây là phần câu hỏi học liệu, và quý thầy cô có thể nhìn thấy ở đây là một cái bài và các cái câu đề phần học liệu câu hỏi, và quý thầy cô thì từng câu trắc nghiệm gắn liền với từng bản câu hỏi ở phía dưới. Đó, câu hỏi học liệu thì nó sẽ có dạng như vậy. Đó, và tiếp đến thì đến câu 31 cũng sẽ có một phần bài đọc để các bạn học sinh có thể là xem cái phần học liệu này và đưa vào các đáp án ở phía dưới.
Đơn giản là như vậy thôi ạ. Thì em sẽ để chuẩn thì em sẽ tạo lại, em sẽ gán luôn cho quý thầy cô thấy ở đây. Đó, thì em sẽ ở đây đáp án đã có rồi, bây giờ em sẽ tính điểm nha. Ở đây đó, thì với 50 câu thì ở đây sẽ chia đều ra thành 0,2 điểm cho một câu. Và em sẽ chọn lại, ví dụ ở đây là môn toán nên là thôi em sẽ nhập lại để làm sao cho đúng cái bộ đề của môn toán cho nó chuẩn. Đó. Và em sẽ tính lại điểm luôn để có thể là tạo bài tập. Đó, và quý thầy cô cũng có thể giao bài tập tương tự như các cái dạng bài khác, miễn làm sao là chọn thời gian bắt đầu và kết thúc chính xác trong khoảng thời gian mà quý thầy cô quy định. Đó, và quý thầy cô kiểm tra lại. Đó, bộ đề đối với ngày 27 tháng 3 đã được đưa lên thành công. Thì đó là 5 cách mà quý thầy cô có thể đưa các cái bộ đề của mình lên trên hệ thống để có thể giao cho các bạn học sinh. Còn tiếp đến thì em sẽ giới thiệu tiếp một cái tính năng nữa, đó là cái phần cái tính năng quản lý nhiệm vụ tự học. Thì đây là nơi mà quý thầy cô có thể giao các cái nội dung, các cái chuyên đề mà yêu cầu các bạn học sinh về tự ôn tập, tự luyện tập ở trên máy tính của mình. Đó, quý thầy cô có thể nhìn thấy ở đây toàn bộ các bài tập mà quý thầy cô đã giao cho các bạn học sinh thì đều được hiển thị ở đây, còn giao cho các lớp đều hiển thị ở đây. Quý thầy cô có thể thêm nhiệm vụ. Đó, nhiệm vụ tự luyện 27. Và quý thầy cô là nhập nhiệm vụ tự luyện đúng cái chuyên đề mà quý thầy cô muốn yêu cầu các bạn học sinh sẽ luyện tập. Sẽ có hai tính năng đó, tự luyện và kiểm tra. Thì quý thầy cô có thể chọn một trong hai cách hoặc có thể chọn cả hai để giao cho các bạn học sinh. Ví dụ phần tự luyện chẳng hạn, em sẽ chọn phần ngắn thức và em sẽ thêm, em sẽ kết hợp cả hai và em sẽ chọn ví dụ đây đề bằng 10 chẳng hạn, em thêm bộ đề và em sẽ bấm vào mũi tên xanh đây. Thì quý thầy cô có thể nhìn thấy được ở đây trong phần tự luyện thì sẽ có hai cái chuyên, có hai nội dung trong phần chuyên đề căn thức, yêu cầu các bạn hoàn thành với tỷ lệ đạt bao nhiêu phần trăm, 60%, 70%, để có các bạn đạt 7 điểm mới được gọi là đạt so với cái chỉ tiêu mà quý thầy cô đưa ra. Đó, sau khi tạo xong thì ở đây sẽ có phần tạo nhiệm vụ khác hoặc là giao nhiệm vụ vừa tạo luôn, thì em sẽ giao nhiệm vụ vừa tạo cho các bạn học sinh chọn thời gian kết thúc. Thông thường ở cái phần nhiệm vụ tu luyện này thì mặc định sẽ là chọn cái thời gian bắt đầu bằng cái thời gian mà quý thầy cô vừa khởi tạo xong, và thời gian kết thúc thì quý thầy cô có thể lựa chọn thay đổi đây. Em sẽ chọn là 27 tháng 4 đi ạ. Và quý thầy cô có thể giao cho toàn bộ các bạn học sinh hoặc là giao cho một cái bạn. Ở đây 9 học sinh này, đây là toàn bộ danh sách các bạn học sinh có trong lớp học rồi. Em sẽ giao nhiệm vụ luôn cho các bạn. Đó, ở đây sẽ có một cái thông báo giao thành công. Và quý thầy cô có thể kiểm tra lại cái phần quản lý nhiệm vụ tự học. Đó, nhiệm vụ tự luyện ngày 27 tháng 3 đã được đưa ở đây và giao. Thời gian bắt đầu từ lúc này. Đó, quý thầy có thể bấm vào đây để nhìn thấy được cái phần các cái nội dung. Ví dụ đây chẳng hạn, quý thầy bấm vào đây. Đây là một cái câu hỏi dạng tự luyện bên em, nên là sẽ có hình thức như này. Còn có thể sẽ là có những câu hỏi dạng trắc nghiệm thì vào thì các bạn học sinh chỉ được chọn đáp án thôi. Đó, hoặc là có thể là vào xem kiểm đề trắc nghiệm ở đây chi tiết. Đó, thì các cô có thể nhìn được bộ các cái nội dung có trong cái bộ đề này cũng như các đáp án, danh sách các đáp án hiển thị ra.
kết hợp giữa việc bộ đề trắc nghiệm cũng như là một đề tự luận. Ngoài ra thì quý thầy cô có thể nhìn sau khi các bạn học sinh mà làm xong thì quý thầy cô cũng có thể kiểm tra được cái thời gian làm bài như nào, tỷ lệ đúng sai, số câu như nào, số câu hỏi, số độ chính xác của từng câu, và có thể xem kết quả đây và có thể in cái kết quả đó ra ngoài đó. Xin được thoát ra để tiếp tục đến cái tính năng tiếp theo. Đó, như vậy là em đã trình bày xong phần quản lý nhiệm vụ rồi. Tiếp đến em xin được trình bày tiếp cái phần tính năng tiếp theo là chấm và giám sát thi. Ở đây thì sẽ có các hình thức chấm thi theo lớp hay chấm thi dọc phách cũng tương tự như cái chức năng cái tính năng mà chúng ta làm ở ngoài thực tế là chấm thi dọc phách ở trên giấy đó. Thì hệ thống cũng giao ngẫu nhiên các cái câu hỏi cho các giáo viên có nhiệm vụ được phân công nhiệm vụ chấm thi vào chấm thi, và các giáo viên thì hoàn toàn không biết được các cái bài thi của mình là của học sinh nào, mà chỉ có thể sau khi kết thúc cái kỳ thi đó và công bố kết quả thì các giáo viên có thể là biết được mình đã từng chấm thi cho bạn học sinh nào mà thôi. Nó hoặc là có thể là ở đây thì có hai tính năng là giám sát thi lớp bộ môn và giám sát thi lớp chủ nhiệm. Thì đầu tiên em sẽ vào phần chấm thi đây. Thì đây có đây là một số các cái cuộc thi đã diễn ra và đã kết thúc. Trong phần chấm thi theo phách thì hiện tại là bên em trong giai đoạn này thì cũng chưa tạo thêm các kỳ thi chấm thi theo phách nên là chưa hiển thị ở đây. Phần giám thi theo lớp bộ môn thì ở đây chút nữa thì trong cái phần giới thiệu phần tính năng gọi là tạo đề thi và kỳ thi thì em sẽ giới thiệu lại phần giám sát thi lớp bộ môn đây. Vì khi có cuộc thi được tạo lên dành cho cái lớp học, ví dụ như ở đây lớp 9A1 môn toán chẳng hạn, thì cái giáo viên của lớp 9A1 môn toán đó có thể vào đây để kiểm tra và giám sát cái kỳ thi của các bạn học sinh, và giáo viên chủ nhiệm của cái lớp 9A1 đó cũng có thể vào phần giám sát thi lớp chủ nhiệm ở đây để có thể kiểm tra được cái quá trình thi của các bạn học sinh lớp mình. Và tính phần này bây giờ thì em xin được chuyển sang tính năng tiếp theo, đó là phòng thí nghiệm. Ở trong tính năng này thì quý thầy cô có thể nhìn thấy đây là hơn 400 các cái thí nghiệm ảo mà bên em đã xây dựng chia đều cho các môn như toán học, hóa học, vật lý và sinh học. Đó, thì quý thầy cô có thể bấm vào đây để có thể xem được. Đó, nếu vào đây và quý thầy cô có thể là thay đổi các thông số đây để làm sao đưa ra được các cái bài thí nghiệm nó phù hợp dành cho cái quá trình giảng dạy trên lớp của mình. Thì với việc xây dựng cái phòng thí nghiệm ảo như này, với bên em xây dựng nhằm mục tiêu đó là giúp các bạn học sinh có được cái bài giảng các cái bài học một cách bổ ích và sinh động hơn, giúp các bạn học sinh có thể nhớ bài lâu và hiểu bài nhanh hơn. Ngoài ra cũng hỗ trợ cho được quý thầy cô không phải là lịch kịch trong cái việc là tạo một cái phòng thí nghiệm, tạo các dụng cụ để có thể là thí nghiệm sinh có thể nhìn một cách trực quan mà quý thầy cô có thể thao tác luôn ở trên máy như này, thì các bạn cũng đã có một cái nhìn rất là trực quan rồi ạ. Đó, trong phần lớp học tương tác thì ở đây như em đã nói qua, đó là cái phần tính năng sẽ bị tính phí thêm nếu mà quý thầy cô có nhu cầu sử dụng. Thì ở đây em sẽ tạo một cái lớp, ví dụ đây là lớp 9A1 môn hóa học chẳng hạn, em sẽ lưu. Và đây là người ta yêu cầu là lịch học phải tạo trước 5 phút. Vậy thì em sẽ chọn cái tiết phía sau đi ạ. Để thời gian đó từ 9:30 đến 10:05. Đó, thì xong ở đây. Muốn tham gia được cái buổi học thì phải tham gia trước 5 phút thôi. Nhà trước 5 phút thì mình có thể ra vào cái buổi lớp học này. Còn nếu mà tham gia sớm quá thì hệ thống sẽ không cho vào. Đó, nên là chờ một chút xíu đến giờ thì em sẽ quay sang em giới thiệu phần đó cho quý thầy cô. Tiếp đến sẽ có một cái tính năng chính nữa, đó là quản lý chuyên môn. Thì ở đây quý cô có thể nhìn thấy được trong phần quản lý chuyên môn thì có
hai dạng, đó là chức năng dành cho chức năng dành cho giáo viên. Thì đối với giáo viên bộ môn thì sẽ chỉ hiển thị toàn bộ các chức năng ở phía dưới này mà thôi. Còn đối với giáo viên trưởng bộ môn thì sẽ hiển thị thêm phần chức năng ở phía trên này. Vì đây là tài khoản của em là tài khoản chức năng trưởng bộ môn nên sẽ hiển thị thêm cả hai phần ở trên lẫn dưới. Đó. Thì đối với giáo viên bộ môn thì quý thầy cô có thể là xây dựng cái kế hoạch giáo dục ở đây và lộp lên. Đợi em một chút xíu ạ. Đầu tiên là hiện tại chưa có kế hoạch giáo dục. À đây, em phải tạo bên này. Đó, quý thầy cô có thể tạo cái kế hoạch bài dạy của mình ở đây. Chọn loại chính khóa tự chọn hay ưu tiên tốt nghiệp. Chọn thời gian, chọn tuần. Hoặc là ở đây có thể chọn theo tất cả trạng thái để tìm. Và quý thầy cô chọn lớp, có thể chọn các yêu cầu duyệt dành cho từng cái kế hoạch của mình. Nhưng đầu tiên thì quý thầy cô cần phải có một cái gọi là cái phần là kế hoạch giáo dục. Đợi em xíu để em refresh lại xem. Đầu tiên quý thầy cô chọn kế hoạch giáo dục. Ôn toàn được. Ở đây sau khi quý thầy cô chọn kế hoạch giáo dục thì quý thầy cô sẽ lưu ý là mỗi khóa 10 MB và quý thầy cô có thể chọn file tập kế hoạch mình lên chẳng hạn. Ở đây thì hiện tại là em sẽ ví dụ thôi ạ. Em đưa lên có thể là file doc hoặc là file PDF. Đó, thả lên. Đó. Đây là kế hoạch giáo dục của tổ và em sẽ. Đó, đây là phần kế hoạch giáo dục. Còn quý thầy cô có thể là ở trong cái phần kế hoạch giáo dục này thì quý thầy cô có thể là thêm hoặc là xóa hoặc là yêu cầu duyệt. Trong phần kế hoạch ở đây thì quý thầy xem được các cái như bình thường thì sẽ quý thầy cô sẽ nhìn được toàn bộ danh sách các cái kế hoạch ở đây, nhưng các cái kế hoạch của em nó cũ quá rồi nên là hệ thống nó đã xóa bớt ở trên hệ thống nên là bây giờ hiện tại không thấy nữa. Thì có thể là tạo lại và quý thầy cô có thể xem các phần hồ sơ công tác chủ nhiệm ở đây, tạo thêm cái sổ chủ nhiệm, quý thầy cô chọn các liên khóa lớp mà mình đã chủ nhiệm và chọn file đính kèm và nhập các cái ghi chú cho họ các cái sổ. Đó, quý thầy cô có thể chọn các file ở đây, ví dụ đây chẳng hạn. Đó, quý thầy cô đẩy lên nhập ghi chú, thầy cô có thể sổ chủ nhiệm lớp 9A1 chẳng hạn. Đó, thì ở đây sẽ có và quý thầy cô có thể sửa các thông tin, xem các cái tệp đính kèm cũng như là công bố các cái sổ của mình. Đó, quý thầy cô có thể xem tệp đính kèm đây. Nên lâu lần em sẽ tắt đi. Đó, hoặc có thể sửa ở đây thao tác sửa lại các cái tính năng đó hoặc có thể xóa đi. Đó, sẽ quay lại. Vâng, trong quá trình em thao tác nếu mà có quý thầy cô có thắc mắc gì hoặc là quý thầy cô nghe không rõ tiếng em nói thì quý thầy cô cũng có thể dừng em lại để trao đổi. Đó. Quý thầy cô có thể tạo các cái sổ theo dõi và đánh giá học sinh ở đây. Tương tự như phần sổ theo dõi chủ nhiệm. Và quý thầy cô cũng có thể xem các văn bản chỉ đạo của cấp quản lý ở đây. Đó. Ví dụ đây. Bấm vào xem tệp thì quý thầy cô sẽ nhìn thấy được cái văn bản chỉ đạo của ban giám hiệu đưa vào. Đã như vậy. Và ngoài ra thì ở đây đối với chức năng trưởng bộ môn thì có thể duyệt các kế hoạch bài dạy cũng như là các kế hoạch giáo dục. Ngoài ra sẽ có một cái quyển sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn
để thầy cô có thể theo dõi quá trình mà bộ môn của mình và sẽ ghi cho phần này. Tiếp đến em sẽ giới thiệu cái tính năng tiếp theo, đó phần báo cáo thống kê. Cho phần báo cáo thống kê thì sẽ có liên quan đến khảo sát chất lượng, bài tập và nhiệm vụ. Em xin được tắt mic của tất cả mọi người đi ạ. Xin được phép chuyển về tiếp ạ. Ở đây sẽ có ba cái báo cáo mà chúng ta cần quan tâm, đó là liên quan đến phần khảo sát chất lượng. Đây là báo cáo thống kê về kết quả bài thi, kết quả thi của các lớp đang giảng dạy, và cái phần bài tập thì đây là báo cáo thống kê và kết quả làm bài tập được giao của học sinh trong lớp học. Ở phía cuối thì sẽ có phần báo cáo về nhiệm vụ, đây là báo cáo thống kê về kết quả làm bài tự luyện được giao của các học sinh trong lớp. Thì em sẽ đi vào phần khảo sát chất lượng. Trong phần khảo sát chất lượng thì ở đây có được là sẽ hiển thị ra các cái danh sách bài thi mà các bạn học sinh đã được giao. Hiện tại cái bài thi này thì các bạn học sinh chưa làm nên là quý thầy cô có thể nhìn thấy được tên tuổi nhưng mà không nhìn thấy các cái thống kê. Mỗi bạn Lê Văn Nam có làm demo ở đây thôi ạ. Đó, đây là bọn em làm demo nên là sẽ chỉ hiển thị thông tin của bạn Lê Văn Nam ở đây. Và quý thầy cô sẽ nhìn thấy được số câu đúng, số câu sai, nên số câu bỏ qua là bao nhiêu và điểm đạt được là bao nhiêu. Bên cạnh đó sẽ có phần thống kê điểm ở bên cạnh này. Đó. Nếu mà các bạn học sinh đều làm thì quý thầy cô sẽ nhìn thấy được một cái biểu đồ nó rõ ràng và trực quan hơn. Đó. Em sẽ quay sang phần tiếp, đó phần báo cáo về bài tập. Thì đối với báo cáo về bài tập thì em sẽ chọn một cái bộ đề mà có cái dữ liệu nó trực quan một chút xíu để quý thầy cô có thể là xem được làm sao cho nó trực quan. Đầu tiên em sẽ chọn khối trước điện nó dễ toán. Em sẽ chọn đây là bộ đề PDF. Vâng, kính thưa cô, vui lòng cho em một chút xíu ạ. Hiện tại thì bài này demo vì là bên em nhiều lúc còn tạo các bài tập demo rất là nhiều ấy, mà có những bài mà bên em sẽ làm đầy đủ và có những bài thì bên em chưa kịp làm, nên là có những bài quý thầy cô sẽ nhìn thấy dữ liệu đây nó sẽ không không hiển thị lên được. Thì các cái dữ liệu mà bên em xây dựng đây. Vâng, em sẽ chọn một khác đi ạ. Bộ đề cam bài tập ôn luyện. Để xem nhanh thì em nghĩ là sẽ vào cái phần trên này và em sẽ link sang cho nó nhanh hơn ạ. Còn lý lớp học chỉ là một môn toán và em sẽ xem phần bộ đề được ra bộ đề. Mình xem bộ đề nào mà đây, ví dụ như bài kiểm tra giữa kỳ chẳng hạn, mình sẽ bấm vào đây và xem báo cáo. Thì thực tế ra là nó cũng sẽ link sang phần báo cáo ở trong cái phần báo cáo về bài tập ở đây ạ. Đó, quý thầy cô có thể nhìn thấy được ở đây. Quý thầy cô sẽ nhìn thấy được cái mức độ hoàn thành bài tập ở đây của các bạn học sinh. Đó. Ở
ở đây hiện tại có 4 học sinh, và thầy cô có thể nhìn thấy được là tỷ lệ tham gia làm bài là 100%. Vì là các cái bạn học sinh có trong lớp học này ban đầu là có 9 bạn, nhưng mà hiện tại thì bên em chuyển các bạn sang lớp khác. Trong quá trình bọn em demo ấy, thì em có thể chuyển các bạn đi sang lớp khác, nên là quý thầy cô sẽ không nhìn thấy được các bạn còn lại ở đây. Đó, như ở đây thì ban đầu thì là có 9 học sinh đúng không ạ? Quý thầy cô có thể nhìn thấy. Nhưng mà có 5 bạn học sinh đã được bên em trong quá trình demo đã chuyển sang lớp học khác, nên là sẽ chỉ còn 4 học sinh trong lớp học này thôi, mà thôi. Sẽ chọn một cái bài tập khác thì quý thầy cô có thể nhìn thấy được cái nội dung ở đây. Ví dụ cái bài này đi ạ, chọn một bài nào mà có cái nội dung nó bài thi ôn bài khai chẳng hạn, bắt đầu đi xem. Đó, ví dụ ở đây thì hiện tại lớp học chỉ còn 4 học sinh thôi, nhưng mà quý thầy cô cũng sẽ nhìn thấy được cái thông báo. Vì là cái tài khoản này của bên em thì không chỉ bên em dùng để demo, mà bên em cũng có thể là dùng chia sẻ cho các quý thầy cô của các trường mà có nhu cầu sử dụng, có thể là vào trước để thao tác trên hệ thống cho nó quen ấy. Nên là các cái dữ liệu có thể là các quý thầy cô thay đổi một chút xíu, nên là cái việc nó hiển thị trên này nó sẽ không được trơn tru như ban đầu nữa. Như quý thầy cô có thể nhìn thấy ở đây, các cái cột màu cam này hiển thị là tỷ lệ các câu trả lời đúng trên 50% đến 70%. Các cột màu nâu là tỷ lệ đúng dưới 50%, và cột màu xanh trời tỷ lệ đúng trên 70% sẽ được hiển thị đây. Ngoài ra thì sẽ có một cái đường kẻ màu cam này thể hiện được cái tốc độ làm bài trung bình của các bạn học sinh trong cái bài tập đó. Bên cạnh đó thì quý thầy cô cũng sẽ xem được cái phần tỷ lệ đúng sai của từng câu hỏi của bạn học sinh ở đây. Đó, quý thầy cô có thể chọn và chọn cái bài tập của mình để xem thống kê. Quý thầy cô có thể chọn chi tiết học sinh, ví dụ như bạn Lê Văn Nam đây, quý thầy cô bấm vào đây, quý thầy cô sẽ biết được là, đó, quý thầy cô sẽ nhìn thấy được tập số câu đúng, số câu sai, số câu hỏi, điểm số là bạn học sinh đó đạt được bao nhiêu, thời gian trả lời là bao nhiêu phút trên giây, tốc độ là bao nhiêu câu trong một phút, độ chính xác bao nhiêu. Quý thầy cô có thể in đề hoặc in đề vào lời giải ra đó. Đó, thì trong cái phần ngoài ra thì quý thầy cô cũng có thể xem phần báo cáo về nhiệm vụ. Quý thầy cô chọn đây, chọn môn học, xem báo cáo, và quý thầy cô có thể bấm phần, quý thầy cô sẽ nhìn thấy được mức độ thành thạo của cái bài tập của môn lớp chỉ năm một môn được đánh giá ở đây, mức độ thành thạo đạt được bao nhiêu phần trăm. Quý thầy cô có thể bấm vào xem chi tiết của từng bạn một. Ví dụ như bạn, quý thầy cô có thể nhìn thấy được bên cột bên trái của ta, đó là danh sách các bạn học sinh ở phía trên, sẽ nhìn thấy các chuyên đề, các chuyên đề của môn toán lớp 9. Ở phía dưới từng chuyên đề sẽ có cái phần trăm tỷ lệ hoàn thành, số câu đúng là bao nhiêu câu, số thời gian làm bài là bao nhiêu câu. Và quý thầy cô sẽ nhìn thấy đây, đó, bạn Lê Văn Nam, đây chỉ số các bạn làm, và bạn quý thầy cô có thể click trực tiếp vào tên của bạn học sinh đó để có thể nhìn thấy được cái quá trình luyện tập của bạn học sinh. Ở phía trên cùng quý thầy cô sẽ nhìn thấy được cái nhật ký học tập với các cái ô chấm màu xanh này, là các cái thời gian mà bạn học sinh Lê Văn Nam đã vào hệ thống để làm cái câu hỏi trên hệ thống. Quý thầy cô có thể phân biệt được cái số câu hỏi bạn học sinh đó làm nhiều hay làm ít thông qua cái việc độ đậm nhạt của từng cái ô màu xanh ở đây. Đó, ví dụ như ở đây một đậm đây, bạn làm trả lời tổng số câu là 243 câu, trả lời đúng là 180 câu và trả lời sai là 60 câu, diễn ra vào ngày 20 tháng 12 năm 2021. Đó, thì thông qua cái nhật ký học tập này thì quý thầy cô sẽ đánh giá được mức độ chuyên cần của bạn học sinh đó ở trên hệ thống. Ở phía dưới thì sẽ có mức độ thành thạo của các đơn vị kiến thức. Ở đây quý thầy cô có thể nhìn thấy là danh sách các cái bài, danh sách các cái chuyên đề, các cái nội dung kiến thức được chia nhỏ ra để làm sao mà các bạn học sinh có thể là hấp thụ một cách dần dần, và các bạn có thể làm, và ở đây trên hệ thống sẽ đưa ra được giá cho từng cái nội dung đó.
đây bây giờ cô có thể nhìn thấy đây, ví dụ như cái phần hình cầu các bạn ấy làm đạt được 2,73%, hoặc là độ dài đường tròn, cung đường tròn đây thì sẽ đạt 10,51%. Đó, bạn học sinh này cũng làm khá nhiều rồi nhỉ, nên là quý thầy cô có thể nhìn thấy được các cái đơn vị kiến thức mà các cái tỷ lệ ở đây đã được thay đổi. Ở phía dưới thì sẽ có độ bao phủ mức thành thạo kiến thức. Như quý thầy cô có thể nhìn thấy được cái biểu đồ hình tròn này sẽ đại diện cho các cái nội dung kiến thức có ở trong môn toán lớp 9. Và ở phía tâm đường tròn thì quý thầy cô có thể nhìn thấy được cái đường kẻ màu xanh này ạ. Sẽ thể hiện được cái độ thành thạo của từng cái đơn vị kiến thức một. Ví dụ như độ thành thạo căn thức bậc 2 và cả hằng thức chữ căn bậc 2, bạn học sinh này đang đạt 4,24%. Đó, thì căn cứ vào các cái biểu đồ về độ bao phủ mức thành thạo kiến thức cũng như là mức độ thành thạo của các đơn vị kiến thức ở phía trên, và kèm theo đó là cái mức độ chuyên cần của bạn học sinh bằng cái nhật kêu tập, thì quý thầy cô sẽ đánh giá được cái khả năng của bạn học sinh đó, nghĩa là bạn học sinh đó đã nắm chắc các đơn vị kiến thức nào, đơn vị kiến thức nào còn yếu kém cần bổ sung, thì quý thầy cô có thể nhìn ở đây và quý thầy cô có thể đánh giá được ngay, và quý thầy cô sẽ có thể là đưa ra các cái lộ trình học tập cũng như là các cái phần hướng dẫn làm sao để giúp các bạn học sinh có thể bổ sung các đơn vị yếu thức, các đơn vị kiến thức mà mình còn yếu kém. Đó, thì đây là toàn bộ các cái tính năng đối với một cái tài khoản giáo viên mà em đã trình bày ở đây. Thì sau đây em xin được em sẽ quay lại phần ở đây, sẽ quý thầy cô sẽ nhìn thấy là sẽ có phần gọi là lúc đó em đang thao tác vào phần lớp học thức, hiện tại mới là 9:07 thì cũng chưa đến giờ để em thao tác, thì em xin được chuyển sang giới thiệu các tính năng của tài khoản học sinh. Sau đó đến giờ thì em sẽ vào thao tác ở trong phần lớp học tương tác này, cũng như là vào cái phần gọi là chấm thi cho cái bài cái bộ đề camera mà em đã đưa ra lúc đấy, thì em sẽ vào tài khoản học sinh để làm luôn cái phần bộ đề camera và đẩy lên để quý thầy cô có thể vào xem được cái cách thức chấm thi cho bộ đề camera như thế nào. Đó, em xin được thoát ra và em xin đăng nhập vào một tài khoản học sinh. Đó, thì em xin vào tài khoản của bạn Lê Văn Lan học lớp 951 đấy luôn để có thể là thao tác. Thì như quý thầy cô có thể nhìn thấy khi mà đăng nhập vào tài khoản học sinh ấy, thì các bạn học sinh sẽ có thể nhìn thấy được các cái logo truy cập nhanh đến từng các cái đơn vị kiến thức mà bạn học sinh đó đã thao tác, và đây là toàn bộ các cái môn học của bạn học sinh đó sẽ được học. Đó, ở phía dưới sẽ có các phần đánh giá liên quan đến kiểm tra đó, và các cái gói học tập các cái giới thiệu sẽ được đưa ở đây. Ở bên cạnh đó, bên tay trái sẽ có các cái chức năng chính liên quan đến phần trường học, thì sẽ có các cái nhiệm vụ mà giáo viên giao cho các bạn học sinh, thì các bạn học sinh sẽ bấm phần nhiệm vụ này để có thể làm. Đó có hai giai đoạn là bài tập và nhiệm vụ tự học. Thì trong phần bài tập em sẽ vào lớp 951 môn toán luôn, và em xin phép là vào các bài trở làm. Ví dụ ở đây sẽ có cái bài mà chúng ta vừa tạo lúc nãy, đó là cái bộ đề cam ngày 27 tháng 3. Em sẽ vào đây đó, và em sẽ bắt đầu làm. Ví dụ đây thì thực tế ra là các bạn học sinh sẽ nhìn thấy một cái file dạng PDF như này, và các bạn sau khi làm đáp án có thể viết ra giấy và thêm cái ảnh đó, ví dụ như vậy. Thì em có thể ví dụ em sẽ đây, em sẽ đã tạo sẵn một cái file đáp án rồi, em sẽ đưa lên đó, ví dụ như vậy. Và sau khi đưa lên thành công thì các bạn có thể lộp bài nhé các bạn ơi, bạn cần tối thiểu 3 phút để mới có thể lộp bài. Thì đây là cái bài kiểm tra, vì là cái bài kiểm tra nên là hệ thống sẽ giới hạn cái thời gian tối thiểu để có thể lộp bài là 3 phút, nên là em xin được quay lại phần tính năng khác, và một chút xíu em sẽ quay lại lộp bài để tí nữa quay sang tài khoản giáo viên, có thể là vào phần bộ đề camera để chấm điểm. Đó, thì tiếp đến em sẽ vào phần nhiệm vụ tự học ở đây. Ngoài cái phần bài tập
camera thì các bạn có thể vào làm các bộ đề liên quan đến đây, ví dụ như cái bộ đề sao chép đây chẳng hạn, hoặc là bộ đề từ ngân hàng câu hỏi đây, các bạn có thể vào đây làm. Đó, các bạn có thể chọn, em sẽ chọn nhanh ạ. Và đây là đưa ra lý do một, em để vậy cho nhanh. Đó, demo. Đó, thế ví dụ như vậy mà các bạn sẽ bỏ qua và kết thúc lộp bài. Đó, vì lộp nhanh nên là sẽ không được lộp luôn, nên là chút xíu em sẽ quay lại. Tiếp đến thì trong phần nhiệm vụ tự học thì các bạn học sinh có thể là vào phần nhiệm vụ tự luyện ngày 27 tháng 3 đây ạ. Có thể vào bài tập ở đây. Tương tự giống như phần mà lúc nãy quý thầy cô có thể vào và nhìn thấy đấy ạ. Thì khi mà vào làm bài kiểm tra thì các bạn học sinh sẽ đọc các cái hướng dẫn trước khi bắt đầu các bài kiểm tra mình, là câu hỏi bao gồm như nào, thời gian câu hỏi khó như nào đấy, thì các bạn nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi bắt đầu làm bài kiểm tra của mình. Vậy là trong cái phần tự luyện, và em sẽ giới thiệu tiếp đến đó là cái tính năng là danh sách lớp. Thì vào đây các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ danh sách lớp của mình. Đó, lớp 951 môn toán có bao nhiêu môn đây thì đều sẽ được hiển thị đây. Các bạn vào và có thể xem được cái bộ đề được giao ở đây. Đó, các bạn có thể làm nhanh. Đó, vào đây có thể nhìn thấy được cái bài mà mình đang được giao và yêu cầu mình cần hoàn thành. Và có thể xem các kế hoạch. Đó, tiêu kế hoạch mà giáo viên đưa ra là như thế nào. Đó, thì các bạn tiếp đến thì nó sẽ là cái chức năng của cuộc thi. Thì thông thường khi mà cái cuộc thi mà đang diễn ra mà gán cho các bạn học sinh này thì bạn học sinh có thể vào làm. Nhưng hiện tại thì ở đây các cái bài thi ở đây đều quá hạn rồi, nên là các bạn không thể làm được. Thì đây em sẽ tạo một cái bộ cái bài thi, cái bộ cái cuộc thi để có thể là giới thiệu luôn đến quý thầy cô. Đó, tiếp đến là sẽ có phần lớp học tương tác. Thì đây, lớp học tương tác của chúng ta 951 hóa học đây. Thì đến giờ trước nghĩa là 9:25, trước 5 phút so với cái thời gian mà tiết để đưa ra thì các bạn học sinh có thể vào để làm. Tiếp đến trong phần tự học thì đây là cái tính năng rất là quan trọng đối với các bạn học sinh. Thì đối với các bạn học sinh thì các bạn có thể là tự vào xem các cái bài giảng, các cái bài tự luyện, là làm các bài kiểm tra, thi thực, rồi thao tác cái phòng thí nghiệm ở trên hệ thống để có thể nắm bắt được cái bài học của mình nhanh hơn. Thì đối với phần chức năng bài giảng ở đây thì đây là toàn bộ các cái bài giảng mà bên em đã xây dựng dành cho các môn như tiếng Anh, toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo công dân hạn. Đó, thì các bạn có thể vào phần, em sẽ vào từ môn hóa học điện, và đây sẽ hiển thị ra toàn bộ danh sách các cái chương có trong nội dung của môn hóa học lớp 9. Em sẽ vào chương 1 cho các cô, và trong đó thì trong từng chương thì sẽ có từng cái nội dung kiến thức nhỏ được chia nhỏ hơn ở phía trong này để giúp các bạn học sinh có thể nắm bắt kiến thức một cách chính xác và nhanh nhất. Thì đây bên em cũng đã xây dựng các cái bài giảng. Ngoài các video bài giảng thì bên em cũng có các cái bài giảng dạng text nữa. Thì tùy từng cái nội dung kiến thức mà bên em sẽ đưa vào cái phần video bài giảng hay là cái video bài giảng dạng text thôi. Đó, ví dụ đây. Như quý thầy cô có thể nhìn thấy được cái video bài giảng bên em xây dựng. Tất cả các bạn đến với buổi học ngày thông này. Thường thì sẽ chỉ có khoảng thời gian từ 5 cho đến 10 phút mà thôi, nhưng mà cũng có thể có một số chương quan trọng hoặc là cần nhấn mạnh thì bên em sẽ xây dựng các cái video bài giảng nó dài hơn để giúp các bạn học sinh có thể là nắm vững được cái kiến thức đấy hơn. Đó, bên tay phải thì quý thầy cô có thể chuyển đổi nhanh giữa các cái nội dung kiến thức ở đây. Đó, đó, và em xin quay lại phần tự học. Thì ngoài các cái bài giảng dạng text cũng như bài giảng dạng video đưa vào để cho các bạn học sinh có thể tham khảo, thì các bạn có thể vào làm phần tự luyện với các cái ngân hàng câu hỏi có sẵn trên hệ thống. Đó, các bạn có thể vào đây. Rồi các bạn có thể là làm cái bài tập tự luyện liên quan đến cái chuyên đề
có ở trong này. Em sẽ chọn ví dụ như ở đây là hàm số điện. Đó. Các bạn có thể làm lại. Đây. Các bạn có thể làm chọn. Khi mà các bạn đưa ra lựa chọn của mình thì hệ thống sẽ hiển thị ngay đáp án đúng hay là sai và sẽ có phần giải đáp cho cái phần đáp án đó. Và ở phía dưới sẽ có các phần các cái thông tin liên quan đến lượt trả lời, rồi các cái thông tin liên quan đến lượt trả lời đúng. Các bạn có thể xem các kiến thức liên quan ở đây. Đó, phần lý thuyết hoặc là xem bài giảng ở đây. Tiếp đến thì các bạn có thể bấm tiếp theo để có thể là thì trong quá trình các bạn học sinh luyện tập ấy, thì nếu gặp cái câu hỏi khó hay câu hỏi hay các bạn muốn lưu lại để sau này mình có thể hỏi giáo viên hay là hỏi người thân về cái thắc mắc liên quan đến phần nội dung câu hỏi đó, thì các bạn có thể bấm phần đánh dấu này. Đó, bấm phần đánh dấu này và tí nữa sẽ có chức năng đánh dấu, các bạn sẽ kiểm tra được cái phần nội dung đấy, câu hỏi đó các bạn có thể xem lại được nhanh chóng mà không thể dừng cái thông tin này lại. Đó, trả lời đúng thì sẽ hiển thị chỉ riêng một màu xanh này thôi, còn trả lời sai sẽ hiển thị thêm cả một cái đáp án sai ở đây nữa. Ngoài ra thì các bạn học sinh cũng cần lưu ý đến cái phần cái thanh công cụ phía trên này là mức đo tỷ lệ hoàn thành cái chuyên đề này của các bạn học sinh. Các bạn học sinh nếu mà làm đúng liên tục ấy, thì cái thanh công cụ này nó sẽ cộng dần lên, và nếu mà cứ làm đúng liên tục thì nó sẽ đạt đến được 100%. Còn nếu các bạn học sinh có câu trả lời sai ấy, thì tương ứng với từng câu hỏi cái trạng thái câu hỏi đó là nhận biết hay là vận dụng hay là vận dụng cao thì nó sẽ bị trừ cái mức độ phần trăm tương ứng ở đây. Ví dụ đây em trả lời câu hỏi sai chẳng hạn. Đó. Thì ở đây hệ thống sẽ đưa ra được cái thông báo đừng vội vàng và hãy bình tĩnh để trả lời các câu hỏi. Đó. Đó. Đó là cái phần liên quan đến phần tự luyện. Thì ngoài phần tự luyện đó ra thì các bạn học sinh có thể vào làm cái bài kiểm tra ở đây. Đó. Cái đề kiểm tra liên quan đề trắc nghiệm vòng 10 hay đề trắc nghiệm tự luận đây. Các bạn có thể vào đây xem và làm cái bộ đề. Bên em đã thu thập rất nhiều các bộ đề từ rất nhiều năm và từ rất nhiều trường nổi tiếng để có thể là xây dựng được cái bộ đề này để giúp các bạn học sinh có thể làm quen dần. Ngoài ra thì các bạn có thể là đây, ví dụ đây thì đối với môn toán thì sẽ kiểm tra 45 phút này để kiểm tra kỳ 1, để kiểm tra kỳ 2 hay là giữa học kỳ 1 và giữa học kỳ 2, các bạn có thể vào mà hoặc có thể chọn đây căn bậc 2, căn bậc 3 làm theo từng chuyên đề một. Rồi. Tiếp đến thì em xin được giới thiệu tiếp đó phần tính năng thi thử. Thì đây là nơi mà các bạn học sinh có thể là tham gia các cái kỳ thi chuẩn cấu trúc và bám sát chương trình. Đây, các kỳ thi này sẽ được hệ thống của huấn luyện khởi tạo. Hiện tại thì đang không phải là giai đoạn cuối học kỳ nên là hệ thống bên em sẽ không tạo các cái bộ đề các cái kỳ thi để giúp các bạn học sinh có thể là tham gia thi thử trước. Cọ sát dần trong cái kỳ thi, tránh được bỡ ngỡ khi mà bước vào cái kỳ thi chính thức. Thì thông thường cái phần này bên em sẽ xây dựng cái chương trình thi thử đó vào cái giai đoạn gần cuối của năm học hoặc là gần cuối học kỳ 1 để giúp các bạn học sinh có thể vào làm thi thử trước trước khi bước vào cái kỳ thi thật. Tiếp đến phần tính năng đánh dấu thì ở đây như lúc em có làm một câu hỏi trong toán á, thì sẽ có lưu lại thông tin đó, bạn học sinh đó đã lưu lại thì sẽ có phần thông tin mà đã được lưu ở đây và bạn học sinh có thể xem lại cái câu hỏi đó. Đây là một tính năng khá hay để giúp các bạn học sinh có thể là trong quá trình luyện tập của mình để lưu lại các câu hỏi mình cảm thấy hay tâm đắc thì các bạn có thể lưu lại và có thể kiểm tra lại ở đây.
Đó, mà cuối cùng thì tính năng phòng nghi thì tương tự như cái của bên tài khoản giáo viên. Các bạn học sinh có thể là xem cái thí nghiệm ảo ở đây trải đều cho 4 môn bao gồm toán, hóa, vật lý và sinh học. Các bạn có thể vào đây và thao tác để có thể làm quen, có thể tiếp thu được cái kiến thức mà các giáo viên đã trình bày ở trên lớp. Và các bạn nếu mà chưa cảm thấy chưa hiểu thì có thể về nhà mình có thể tự mày mò thêm để làm sao mình giúp mình hiểu bài tốt hơn. Tiếp tục ở phía dưới sẽ có phần tính năng nghiệp lớp, thì đây là các cái tính năng mà bên em cho thêm vào. Nhưng mà ví dụ như các tính năng luyện thi IELTS hoặc TOEFL này thì sẽ cần phải trả phí. Còn đây là các kỳ thi quốc tế thì ở đây sẽ có hai kỳ thi mà các bạn học sinh nếu mà có quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm để có thể tham gia các kỳ thi liên quan đến kỳ thi AMC này, đó kỳ thi toán học Hoa Kỳ. Các bạn có thể là vào trực tiếp các cái trang web của cái kỳ thi đó để có thể tìm hiểu thêm các thông tin. Đó, hoặc kỳ thi ProBAT đây sẽ có được. Đây là kỳ thách thức tư duy thuật toán ProBAT của Việt Nam. Các bạn cũng hoàn toàn có thể vào trang ProBAT.vn này để có thể là tìm hiểu các thông tin cụ thể hơn. Còn đây thì sẽ có các cái cuộc thi và các khóa học cũng như tự luyện được hệ thống xây dựng và đưa lên trên hệ thống. Cuối cùng đó phần tiến trình học tập, đó là phần báo cáo liên quan đến quá trình học tập của các bạn học sinh. Sẽ có phần kết quả học tập, các hoạt động, rồi các tiến độ học tập đưa ra. Trong phần kết quả học tập thì ở đây tương tự như trong phần tài khoản giáo viên lấy mà quý thầy cô đã được em trình bày, quý thầy cô cũng nhìn thấy được cái bảng mức độ thành thạo kiến thức của đơn vị môn toán. Nhưng ngoài ra thì bên phía tay phải sẽ có được cái mức độ thành thạo tổng được đưa ra ở đây. Trên ở đây là chia ra 5 mức độ. Cái mức độ thành thạo thì sẽ phản ánh được cái khả năng vững các đơn vị kiến thức của môn học. Số lượng và các cái mức độ càng cao thì chứng tỏ bạn học sinh này càng thông thạo của môn học này. Và mức độ thành thạo sẽ được tính toán và phân tích dựa trên các cái cơ sở dữ liệu làm bài tập của bạn đó trên toàn bộ hệ thống. Và dữ liệu học tập sẽ được bắt đầu xử lý mỗi khi bạn học sinh này hoàn thành một bài tập hoặc là bài luyện tập hoặc bài kiểm tra. Ở phía dưới thì quý thầy cô sẽ nhìn thấy được cái độ bao phủ mức thành thạo kiến thức của các bạn học sinh đó. Như lúc em đã trình bày sơ qua rồi, nhưng mà ngoài ra thì ở đối với tài khoản học sinh thì các bạn sẽ có thêm cái phần gợi ý bài luyện liên quan đến các cái đơn vị kiến thức mà bạn ấy còn đang yếu kém, ví dụ như làm số, đưa thử số ra ngoài và trong căn chẳng hạn, hoặc là quy trình của nhất thể ẩn. Thì đây là các cái nội dung kiến thức mà học sinh đó vẫn còn yếu kém. Dựa trên cái đánh giá trên cái biểu đồ này, hệ thống sẽ đưa ra được các cái gợi ý các bạn luyện tập giúp các bạn học sinh có thể hoàn thiện mình hơn. Ở phía dưới sẽ có phần nhật ký học tập, thì như lúc em cũng đã trình bày qua cho quý thầy cô về việc cái nhật ký học tập này sẽ giúp quý thầy cô đánh giá cái mức độ chuyên cần của các bạn học sinh khi tham gia làm bài tập trên hệ thống. Và bên tay phải sẽ có thêm một phần thống kê tự luyện. Ở đây thì các bạn học sinh sẽ nhìn thấy được tổng số câu mình đã làm là bao nhiêu câu, thời gian làm là bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, độ chính xác là đạt được bao nhiêu phần trăm, và cái tốc độ làm bài của mình là bao nhiêu câu trên một phút. Dưới như cùng thì sẽ có phần biểu đồ tỷ lệ hoàn thành liên quan đến từng cái chuyên đề kiến thức một. Các nội dung kiến thức sẽ được hiển thị ở phía dưới và kèm theo đó là các cái biểu đồ để đánh giá được mức độ tỷ lệ hoàn thành của các đơn vị kiến thức. Đó, vâng, em xin được trình bày tiếp. Vâng, tiếp đó đến trong phần hoạt động. Thì đây là toàn bộ các cái hoạt động mà các bạn học sinh đó đã thao tác trên hệ thống liên quan đến các bài luyện tập mà các bạn ấy đã làm. Đây, quý thầy cô sẽ nhìn thấy được các bài luyện tập gần nhất các bạn học sinh làm thì sẽ hiển thị ở đây. Đó, và các bạn ấy hoàn toàn có thể là vào để làm tiếp tục các cái bài luyện tập đó. Ở đây sẽ thống kê toàn bộ các bài luyện tập gần nhất mà bạn học sinh đó đã làm. Không chỉ môn toán, có thể môn lý, môn hóa hoặc môn ngữ văn đều sẽ được liệt kê hết ở đây để các bạn có thể vào làm nhanh. Đó, trong quá trình mà các bạn học sinh làm thì nếu mà có vướng mắc gì
nghĩa là sử dụng hệ thống ấy, nhưng mà có vướng mắc hay là có các cái yêu cầu gì cần thì có thể gọi điện đến cái số tổng đài của bên em với số 0969602660 ạ. Đó. Đó, thì ở đây thì các cái bài luyện tập đây thì hệ thống sẽ đưa ra đánh giá về cái phần trong hoàn thành cũng như số câu trả lời sai, số câu trả lời đúng trên tổng số câu hỏi. Đó. Đó, thì về cơ bản các cái tài khoản của học sinh thì cũng chỉ có từng đấy tính năng mà thôi. Đối với các bạn học sinh thì tính năng của bạn học sinh sẽ ít hơn so với tài khoản của giáo viên. Ở phía dưới sẽ có thêm một cái phần gọi là game đấu trí nho nhỏ để cho các bạn học sinh để có thể là giải trí trong quá trình học tập và cảm thấy căng thẳng thì có thể vào đây để giải trí và cái game nhỏ như này. Đó. Đó, thì em xin phép được dừng cái buổi trình bày ở đây khoảng 5 đến 10 phút để quý thầy cô cũng có thể là ngồi giải lao và có thể là chờ một xíu để em sẽ chuyển sang trình bày phần tài khoản tài khoản quản trị nhà trường. Và trong thời gian đó thì em xin dừng chia sẻ màn hình một chút xíu ạ. Và khoảng 9:35 thì em sẽ quay lại và sẽ trình bày tiếp đến phần tài khoản quản trị để giới thiệu tiếp đến quý thầy cô cái tính năng của tài khoản đó cũng như là cái việc là khởi tạo một cái kỳ thi thì sẽ như thế nào để quý thầy cô có thể nắm bắt được. Thôi em xin dừng ở đây ạ. Trong quá trình nghỉ giải lao, nếu mà quý thầy cô có câu hỏi nào thì có thể gõ vào khung chat ở phía ô cửa sổ phần Zoom đấy ạ, để một chút xíu nữa em sẽ quay lại và em sẽ giải đáp các thắc mắc đó liên quan đến phần tài khoản của giáo viên cũng như là tài khoản của học sinh ạ. Dạ vâng, cho em sẽ mời. Dạ vâng, em nhìn thấy ở đây có trường trung học cơ sở Nguyễn Viết Hồng giơ tay ạ. Thì xin mời quý thầy cô có thắc mắc gì thì có thể trao đổi luôn ạ. Em trao đổi luôn ạ. Vâng, đây em thấy có cô Thanh Ngân. À vâng, việc tiếp ngân hàng câu hỏi lên hệ thống thì một chút xíu nữa em sẽ trình bày ở trong phần quản trị ạ. Thầy nghe chưa ạ? Dạ em nghe nhưng mà một tiếng hơi bé quá ạ. Cô có thể là nói to hơn hoặc là ngồi gần cái mic để có thể nói to hơn được không ạ? Em nghe vẫn chưa rõ lắm. Cũng không có gì lớn lao lắm, là có cái yêu cầu là thầy nói chậm lại và rõ ràng hơn một chút, từ sáng đến giờ tôi không có nghe được. Đó ý thầy không, mà phần nữa là thầy cái con thủ của mình quên rồi, mà nó quên vòng rối mắt rối não quá thầy ơi, tôi không tham gia không thay đổi được cái gì đâu mà không nghe được luôn. Thầy nói rất chậm, mà thầy nói rất chậm mà nó nhanh quá không nghe được vậy thôi. À dạ vâng ạ. Dạ vâng, quý thầy cô cho em hỏi một chút xíu là trước đó thì bên em cũng có cung cấp cái đường link gọi là đường link để quý thầy cô có thể xem trước được các cái thao tác trên hệ thống ấy, thì không rõ là quý thầy cô đã vào hệ thống để thao tác trước chưa ạ? Hay là đến cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì quý thầy cô mới bắt đầu được nghe, quý thầy cô mới thao tác. Dạ vâng, thế thì em xin được dừng một chút xíu và khoảng 9:35 thì em sẽ quay lại và trình bày tiếp đến phần tài khoản admin. Và trong quá trình mà em trình bày, nếu mà em trình bày nhanh quá thì quý thầy cô cũng có thể là mở mic lên và nói yêu cầu em dừng lại và có thể là nói chậm lại hơn để quý thầy cô có thể nghe và hiểu hơn về cái việc sử dụng hệ thống ạ. Vâng, em xin kính chào quý thầy cô ạ. Em xin được phép quay lại để giới thiệu tiếp đến quý thầy cô cái tính năng của tài khoản quản trị ạ. Vâng, nếu mà quý thầy cô đã nghe rõ em đang nói thì quý thầy cô vui lòng bấm phím 1 vào ô chat giúp em ạ. Vâng, em xin cảm ơn. Vâng, sau đây em xin được chia sẻ màn hình để giới thiệu tiếp đến quý thầy cô cái tính năng của tài khoản quản trị. Nhưng mà trước tiên đó thì em xin được chia sẻ
tiếp cái phần chấm điểm camera qua của bằng tài khoản giáo viên trước ạ. Sau đó em sẽ chuyển sang giới thiệu cái phần tài khoản của quản trị. Em sẽ quay trở lại phần tài khoản của giáo viên. Vâng, em xin phép được tắt mic của tất cả quý thầy cô đi để tránh bị ồn trong quá trình mà em trình bày ạ. Vâng, em xin được tiếp tục. Thì như lúc nãy em có trình bày có phần mà tạo bộ đề bằng camera đó ạ, để chấm điểm camera đó, thì lúc nãy em chưa thao tác được cái phần chấm điểm, thì bây giờ em sẽ vào em chấm điểm trong phần đó, quý thầy cô có thể là quan sát được. Quản lý nhiệm vụ và quản lý bài tập, quản lý bộ đề camera đó. Em xem vào đây. Hiện tại thì lúc nãy là cái bạn học sinh của em, bạn học sinh nuôi bạn lục bài thì em lục bài luôn ạ. Phần trường học nó sẽ có phần nhiệm vụ bài tập môn toán để camera. Vâng, em sẽ tiếp tục làm. Em sẽ lục bài ạ. Đó, em đã lục bài. Lục bài thành công và em sẽ xin phép chuyển sang cái tài khoản của giáo viên. Em có thể chấm bài. Đó. Thì hiện tại là có một bạn học sinh làm. Em sẽ vào chấm thi. Bấm vào đây. Để chấm thi thì quý thầy cô lưu ý nhé. Quý thầy cô bấm vào dấu 3 chấm ở bên phía tay phải đấy ạ. Đó, quý thầy cô bấm vào đây. Chấm điểm. Quý thầy cô đợi em một chút xíu ạ, để em kiểm tra lại. Hình như lúc nãy em chưa upload cái file ảnh của bạn học sinh nó lên nên là ở bên này thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy cái đáp án của bạn học sinh đó. Kiểm tra lại, quý thầy cô xin một xíu ạ. Nhiệm vụ bài tập. Xin lỗi. Em đã lục bài rồi nên bây giờ em sẽ không được vào lục lại nữa vì đây là bài kiểm tra chứ không phải bài tự luyện ạ. Để em sẽ kiểm tra lại bên này. Năng suất. Bộ đề cam xem thống kê báo cáo. Em sẽ chấm thi ở đây ạ. Nãy em sau khi mà thoát ra và lại nên là khả năng cái file ảnh đáp án của bạn học sinh Lê Văn Nam này lục bài đang bị lỗi. Nên vậy thì em sẽ trình bày lại sau cái phần đó.
Thì bây giờ em sẽ chuyển luôn sang tài khoản quản trị để giới thiệu cho quý thầy cô ạ. Thì trong cái phần tài khoản quản trị, đây, để có thể đăng nhập vào phần quản trị thì quý thầy cô vui lòng trình duyệt thông tin là https school.onluyen.vn. Đó. Và quý thầy cô sẽ đăng nhập vào đây bằng cái tài khoản quản trị. Admin. Đó, Pitico sau khi đăng nhập vào hệ thống thì Pitico sẽ nhìn thấy cái giao diện như này. Và trong phần quản lý hệ thống thì Pitico có thể cài đặt cái phần cấu hình ở đây, cấu hình và cài đặt đây bằng việc đổi mật khẩu hoặc là đổi liên khóa độ thành thạo mức độ chuyên cần. Việc đổi liên khóa thì thông thường sau mỗi một năm thì Pitico sẽ phải nâng cấp liên khóa lên. Ví dụ năm nay 2021, 2022 thì có thể là năm sau là 2022 và 2023 thì quý thầy cô sẽ thay đổi. Và cái mức độ thành thạo ở đây quý thầy cô cũng có thể thay đổi được các cái chỉ số của từng mức độ một hoặc mức độ chuyên cần tương tự như vậy. Đó, quý thầy cô có thể thay đổi ở đây. Tiếp đến những phần quản lý trường học thì sẽ có phần lọc dữ liệu trường, quản lý giáo viên, quản lý học sinh và quản lý phân quyền. Thì đối với phần lọc dữ liệu ở trường đây thì thông thường ấy, bên em sẽ cung cấp cho quý thầy cô một cái file mẫu danh sách các cái thông tin mà quý thầy cô cần phải điền vào và gửi lại bên em để bên em lọc dữ liệu, vì là nó khá là mất thời gian nếu mà quý thầy cô tự lọc bằng tay, nên là bên em thông thường sẽ cung cấp cái file mẫu đó và nhờ quý thầy cô điền các thông tin trước mà gửi lại bên em để bên em có thể lọc cái dữ liệu đó. Vì trong cái quá trình mà quý thầy cô điền file mẫu ấy, thì nó sẽ xảy ra các cái sai sót. Và bên em, nếu mà bên em thao tác cái việc lọc dữ liệu ban đầu cho quý thầy cô thì bên em sẽ phát hiện được các sai sót đó và yêu cầu quý thầy cô sẽ cập nhật các cái thông tin sai và các thông tin mà còn chưa đủ vào đó để bên em sẽ lặp lại để cho thành công. Đó, thì đây là cái file mẫu. File mẫu mà bên em thông thường thì sẽ có mẫu như này để quý thầy cô điền thông tin. Đó, ví dụ đây nó sẽ có ba cái sheet chính như này để quý thầy cô có thể điền thông tin. Em có thể là mở luôn một cái file mẫu mà bên em đã cung cấp cho quý thầy cô chẳng hạn. Em xin được chia sẻ toàn bộ màn hình để quý thầy cô thì nhìn thấy. Đó, ví dụ ở đây thì em sẽ giới thiệu một cái file mẫu mà bên em đã làm. Đó, thì quý thầy cô chỉ cần quan tâm ở đây đó là ba cái sheet class, teacher và student là các cái thông tin mà quý thầy cô cần lưu ý và điền vào. Làm sao điền các thông tin liên quan đến tên lớp này, khối này, làm sao cho chính xác. Khối thì phải tương ứng với cái tên lớp mà khối đó đang được đặt. Và thông tin về giáo viên thì ở đây bên em đã ghi rất rõ ràng các cái phần về hướng dẫn cũng như các lưu ý mà quý thầy cô có thể gặp phải trong quá trình điền. Ở phía dưới này thì sẽ là các thông tin mẫu mà bên đã điền sẵn. Đó, thầy cô lưu ý điền đúng theo các thông tin giúp em, ví dụ như hướng dẫn đây, bên em đã nhập rất rõ ràng các hướng dẫn của quý thầy cô, điền đúng theo cái hướng dẫn của bên em. Tương tự như vậy trong phần student cũng vậy. Ngoài ra thì cái phần mã môn thì bên em cũng sẽ cung cấp một loạt các cái mã môn mẫu ở đây để quý thầy cô có thể nhập chính xác được cái phần mã môn ở đây, môn học giảng dạy đây. Đó, quý thầy cô điền đúng cái mã môn mà bên em đã cung cấp. Nếu các cái môn học của quý thầy cô không có trong danh sách mã môn này thì quý thầy cô có thể là đặt theo. Đó, quý thầy cô có thể là tự đặt cái mã môn đấy và gắn thêm cái đuôi đuôi tên viết tắt của trường mình vào ở phía sau, để sau đó bên em sẽ trong quá trình lọc dữ liệu thì bên em sẽ lọc lên hệ thống. Và ngoài ra thì ở đây sẽ có cái thông tin liên hệ với nhà trường ấy, thì quý thầy cô lên điền đầy đủ các thông tin liên hệ ở đây giúp em để trong quá trình bên em xử lý
cái file dữ liệu mà có vướng mắc gì thì bên em có thể chủ động liên hệ trực tiếp đến quý nhân trường. Đó thì em sẽ chia sẻ tiếp cho phần hướng dẫn đây. Đó. Vâng, đấy là phần lập dữ liệu. Còn là phần quản lý giáo viên thì ở đây như quý thầy cô có thể nhìn thấy sau khi lập dữ liệu thành công ấy, thì vâng, em nhìn thấy một câu hỏi đó là cho em hỏi tài khoản quản trị cấp cho trường hay cấp cho giáo viên quản lý phần mềm vậy? Nghĩa là cái tài khoản này thì bên em sẽ cấp lại cho một giáo viên của trường có nhiệm vụ là quản lý cái hệ thống đó, nghĩa là trên mức độ nhà trường của mình mà thôi. Thì bên em sẽ cung cấp cái tài khoản admin đó để quý thầy cô có thể chủ động quản lý. Đó, thì đây là phần quản lý về giáo viên. Thì sau khi lập dữ liệu thành công thì quý thầy cô sẽ nhìn thấy được là các danh sách giáo viên được hiển thị ở đây. Và đây là toàn bộ các chức năng liên quan đến phần quản lý giáo viên. Thì quý thầy cô có thể hoàn toàn thêm nhỏ từng giáo viên một. Đó, nghĩa là trong quá trình làm học thì có thêm giáo viên của trường thì quý thầy cô có thể thêm giáo viên vào đây bằng việc gõ tên, ngày tháng năm sinh và gán cho cái quyền trưởng bộ môn của môn học vào đó, hoặc là giáo viên. Họ có thể gán giáo viên, ví dụ đây là giáo viên dạy tiếng Hàn chẳng hạn thì tích vào đây thì sẽ là thành giáo viên dạy tiếng Hàn. Đó. Hoặc quý thầy cô có thể thay đổi các cái thông tin liên quan đến giáo viên ở đây. Ví dụ ở đây chẳng hạn. Quý thầy cô có thể là chọn chi tiết thông tin. Quý thầy cô có thể đặt lại mật khẩu cho từng tài khoản nhé. Đó, có thể bấm vào đây đặt lại mật khẩu hoặc chỉnh sửa thông tin liên quan đến tài khoản này. Đó, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, rồi quý thầy cô có thể vào phần chi tiết thông tin tài khoản để thể gán các cái bộ môn mà giáo viên đó sẽ được giảng dạy. Đó, sẽ được gán ở đây, gán quyền trưởng bộ môn hả, thì cũng sẽ được gán đây. Đó, và quý thầy cô sẽ nhìn thấy được là hiện tại là giáo viên này đang không chủ nhiệm học nào hết, giảng dạy lớp nào ở đây thì cũng chưa được gán. Ví dụ đấy thì em sẽ chuyển sang một cái lớp, ví dụ đây của Ngô Bích Cẩm chẳng hạn, thì hiện tại đang được gán chủ nhiệm lớp 6A1 và lớp 10A1 và đang giảng dạy lớp 9, lớp 10, 11 vật lý chẳng hạn. Đó, như quý thầy cô có thể nhìn thấy. Đó, đây là cái cô Nguyễn Thị Kim mà lúc em đang dùng làm tài khoản demo á, bên em đang gán cho rất nhiều lớp. Đó, và đang chủ nhiệm lớp 9, lớp 2 đây chẳng hạn. Đó, quý thầy cô có thể nhìn thấy rất là rõ ràng. Để em sẽ tắt cái tính năng vì có thầy cô không để ý là chạm vào cái phần vẽ lên màn hình ấy, nên là em sẽ phải xóa nó đi. Em sẽ tắt cái tính năng. Em xin trình bày tiếp. Thì đấy là các cái tính năng liên quan đến phần tài khoản của giáo viên, phần quản lý giáo viên. Và quý thầy cô cũng hoàn toàn có thể import các danh sách giáo viên bằng cái tệp ở đây. Quý thầy cô tải file mẫu ở đây và làm theo đúng file mẫu để có thể đưa nhanh lên. Ví dụ không phải một giáo viên mà có thể là 10 giáo viên chẳng hạn thì quý thầy cô sẽ dùng ở đây. Đó. Ngoài ra thì quý thầy cô cũng có thể xuất danh sách giáo viên ra. Thì xuất danh sách thì sẽ có đoạn như này. Quý thầy cô có thể nhìn thấy luôn. Ví dụ thế, quý thầy cô có thể xuất ra thì sẽ nhìn thấy được các cái danh sách giáo viên. Ở đây tên đăng nhập là gì, tên giáo viên là gì, ngày sinh, rồi mật khẩu đăng nhập lần đầu tiên. Đó. Rồi tiếp đến thì quý thầy cô sử dụng thì quý thầy cô có thể chọn các bộ môn để có thể tìm đến giáo viên mà mình cần lựa chọn nhanh hơn. Đó, hạn như vậy. Để có thể tìm kiếm, quý thầy cô có thể nhập trực tiếp tên đăng nhập vào đây. Tên hoặc là tài khoản đăng nhập. Tiếp đến trong phần quản lý học sinh thì cũng tương tự như phần quản lý giáo viên thôi. Quý thầy cô có thể tìm các bạn học sinh rồi theo khối hoặc theo tên đăng nhập ở đây. Ví dụ bạn này Lê Văn Nam này. Đấy thì sẽ ra ngay các bạn học sinh mà quý thầy cô cần quản lý. Quý thầy cô có thể thay đổi mật khẩu
thể sửa cái thông tin liên quan đó. Rồi ngày sinh, rồi họ tên, và khoản cái tài khoản này thì cô sẽ không đổi được, vì cái tài khoản này đã tạo rồi sẽ không thay đổi được cái tên tài khoản này đó. Hoặc cái thầy cô có thể xuất giấy phép học sinh cho từng lớp, hoặc tổng hợp này thì sẽ xuất toàn trường luôn đó. Vì thế cô có thể xóa tài khoản học sinh. Các quý thầy cô lưu ý việc xóa tài khoản đấy là rất cẩn trọng, không có thể mình xóa hết các dữ liệu của học sinh đó đi đó. Hoặc quý thầy cô có thể thêm mới từng tài khoản học sinh ở đây, nhập tên, ngày tháng năm sinh, chọn khối. Sau đó, khi chọn khối thì có thể chọn lớp, ví dụ ở đây chẳng hạn đó. Sau khi thầy cô sẽ chọn lớp đó, thì đấy là phần quản lý về học sinh. Sau đó tiếp đến là phần quản lý phân quyền, thì ở đây các quý thầy cô có thể gắn cái tài khoản đây, nhập tên hiển thị, ngày tháng năm sinh, số điện thoại và phân quyền. Ở đây cái phần phân quyền này để gắn quyền dành cho cái tài khoản của hiệu trưởng, hiệu phó mà thôi. Còn đối với tài khoản giáo viên thì sẽ thao tác trực tiếp ở trên phần quản lý giáo viên ở trên này rồi đó. Đấy. Và quý thầy cô cũng có thể là trong cái phần tài khoản giáo viên này, quý thầy cô có thể gán thêm cái chức năng, như là ví dụ quý thầy cô nhìn thấy đây, ngoài danh sách quyền trưởng quyền trong trường học thì còn có thể là ngoài giáo viên thì quý thầy cô gán thêm quyền gọi là tạo bài thi. Thì đối với những tài khoản mà có được gán cái chức năng tạo bài thi thì lúc đó các thầy cô mới có thể vào để tạo các cái bài thi trong cái cuộc thi mà tài khoản quản trị đã đưa ra. Đó. Thì em xin trình bày tiếp. Đó là phần quản lý lớp. Trong phần quản lý lớp thì quý thầy cô sẽ nhìn thấy được ở đây sẽ có các cái quản lý theo lớp, nào quản lý theo môn chẳng hạn. Đó. Quý thầy cô chọn theo lớp thì có thể chọn khối. Khối lớp 9. Sau đó chọn giáo viên. Đó. Tìm kiếm thì sẽ ra đây. Hiển thị trạng thái. Rồi quý thầy cô có thể xem được thông tin chi tiết của cái danh sách các cái lớp mà cô Nguyễn Thị Kim đang được phân công giảng dạy. Đó. Lớp 951 thì cô đang đảm nhiệm, vì là tài khoản để mua nên bên em cũng gán khá nhiều các cái môn học để cho cô giáo này có thể giảng dạy. Đó. Và vì thế cô sẽ nhìn thấy được danh sách toàn bộ các bạn học sinh ở đây. Vì thế cô cũng có thể thay đổi trực tiếp thông tin ở đây, có thể thêm một bạn học sinh. Vì thế cô nhìn thấy ở đây là nhập danh sách các học sinh bằng tên đăng nhập sử dụng enter dòng, như ví dụ cần phải nhập danh sách học sinh, nghĩa là đây quý thầy cô có thể gán một hoặc là nhiều bạn học sinh, nghĩa là gán theo đúng cái tên đăng nhập của bạn học sinh đó để có thể chuyển đổi lớp học. Đang học lớp 951 thì chuyển sang lớp 92 chẳng hạn, thì đó quý thầy cô đối với các tài khoản có sẵn rồi thì quý thầy cô có thể nhập trực tiếp vào đây và nhấn enter xong, hoặc quý thầy cô cũng có thể chọn nhập theo mẫu ở đây đó, tải xuống file mẫu và có thể nhập theo mẫu, ví dụ vậy. Phần mẫu nó thì có dạng đơn giản như này thôi ạ. Đó, phần mẫu thì đơn giản thì họ tên, ngày sinh, email, số điện thoại. Đó. Nếu không có email, số điện thoại thì có thể đó, để chống được để hệ thống có thể tự sinh ra cái tài khoản cho học sinh. Đó, và tiếp đến thì quý thầy cô có thể xem theo môn học. Ở đây thì sẽ có cái môn, quý thầy cô sẽ chọn khối đây, chọn môn học và có thể tìm theo giáo viên. Sau khi chọn môn học thì sẽ ở đây sẽ lọc ra được một danh sách các giáo viên đang được giảng dạy môn toán. Đó. Có thể bấm tìm kiếm. Đó, quý thầy cô có thể xem. Đây sẽ có phần bấm chi tiết để quý thầy cô có thể nhìn thấy. Đó, sẽ vào luôn cái lớp học 951 môn toán của cô Nguyễn Thị Kim. Đó. Và sẽ hiển thị danh sách các lớp học sinh ở trong này. Ngoài ra thì tài khoản quản trị cũng có thể xem phần quản lý môn học giáo trình ở đây.
đối với các môn học mà không có trong danh sách mã môn của hệ thống của sẵn ấy, thì quý thầy cô có thể thêm môn học vào đây. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, đó, quý thầy cô sẽ nhập tên, ví dụ như là mã của nó, ở đây là sẽ là mã và đây là sẽ là môn, ví dụ như môn hướng nghiệp khởi nghiệp chẳng hạn, đúng không? Hướng nghiệp khởi nghiệp một, đó, ví dụ như thế và đặt chế độ một và quý thầy cô có thể thêm mới. Đó, thì đây khi mà quý thầy cô tạo xong cái môn học đó thì môn học đó sẽ được gắn cái tên ở đây, đó là tên là trường quý thầy cô, và quý thầy cô sẽ vào đây để phần có thể chỉnh sửa thông tin này để thay đổi trạng thái hiển thị. Đó, sau khi trạng thái hiển thị nó hiển thị như này rồi thì lúc đó cái môn học mà quý thầy cô gắn vào mới được hoạt động. Đó, ngoài ra thì quý thầy cô có thể xem được cái phần danh sách giáo trình ở đây. Nhưng mà quý thầy cô lưu ý giúp em đó là đối với tài khoản quản trị ấy, thì chỉ có thể xem thôi. Còn để mà nhân bản cái cây giáo trình này lên để thay đổi, tùy biến nó làm sao phù hợp với cái giáo trình của trường mình ý, thì phải là tài khoản giáo viên trưởng bộ môn thì mới có thể là sử dụng được cái chức năng gọi là nhân bản nó lên. Thì em sẽ thao tác. Em có thể chút xíu em sẽ thao tác luôn cái phần đó cho quý thầy cô có thể nhìn thấy. Còn hiện tại thì em sẽ vào trường bộ môn xem là cái giáo trình thì nó sẽ có như nào. Đây là một giáo trình của môn toán trung học cơ sở. Thì như quý thầy cô sẽ nhìn thấy ở đây là một cái ma trận các cái đơn vị kiến thức bên em đã xây dựng và chia nhỏ nó ra. Đó, theo dạng đúng theo dạng cái kiến thức này để làm sao mà giúp các bạn học sinh có thể tiếp thu kiến thức nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đó, đây là lớp 6. Thì sẽ đối với lớp 6 thì sẽ chia ra từng chuyên đề như này. Trong từng chuyên đề thì sẽ có từng nội dung kiến thức một. Đó, và đối với từng nội dung thì sẽ có các cái mã. Các cái mã ở phía trên này, quý thầy cô có thể nhìn thấy là toán trung học cơ sở 1-1 này. Đó, và sang bên này thì sẽ là toán lớp 7, và di sang bên này thì sẽ có toán lớp 8. Đó, toán lớp 8 đây, và cũng sẽ chia nhỏ thành dạng cây kiến thức như này, và toán lớp 9 cũng như là toán ôn thi bằng 10. Đó, thì để mà thao tác thay đổi được các cái nội dung ở trong cái phần cây kiến thức như này thì cần phải có tài khoản trường bộ môn môn toán vào nhân bản cái kiến thức và sẽ thay đổi trực tiếp ở trên cái file ở trên cái kiến thức mà đã nhân bản lên đó. Còn đâu đây là cái kiến thức mặc định của hệ thống thì bên em sẽ không cho phép sửa các cái thông tin có trên này. Đó, đó. Tiếp đến thì em sẽ giới thiệu cái tính năng đó là quản lý kỳ thi. Trong phần quản lý kỳ thi thì đối với tài khoản quản trị sẽ có thể tạo cái kỳ thi. Sẽ có thể tạo cái kỳ thi, ví dụ kỳ thi học kỳ 1, kỳ thi học kỳ 2. Nhưng để mà tạo được các cái bộ đề trong kỳ thi đó thì sẽ là tài khoản giáo viên được gán quyền tạo bộ đề. Giống như cái phần phân quyền mà lúc nãy em vừa phân quyền trong phần quản lý giáo viên đấy ạ. Đó, ví dụ ở đây thì những giáo viên nào được phân cái quyền mà tạo bài thi, được gán cái quyền tạo bài thi này thì giáo viên đó sẽ có thể tạo được bài thi trong các cái kỳ thi đó. Còn nếu mà không được gắn quyền đấy thì giáo viên cũng sẽ không thể nào mà vào tạo bài thi được đó. Thì bây giờ em sẽ quay trở lại tiếp tục giới thiệu với thầy cô cái phần quản lý kỳ thi đó. Trong phần quản lý kỳ thi, quý thầy cô có thể thêm kỳ thi ở đây, nhập tên kỳ thi giữa, ok, đó. Thời gian thì quý thầy cô sẽ chọn thời gian đây, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Thời gian bắt đầu có thể từ ngày 30 tháng, hoặc là chọn ngày 1 tháng 4 đi ạ. Thời gian bắt đầu ngày 1 tháng 4, em sẽ sửa đây.
để luôn là cái thời gian ngày hôm nay đi, để tiêu có thể là luôn cái bài thi đó. 27 và ngày kết thúc sẽ là ngày 27/4 chẳng hạn. Đó, nhập thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Đó, ví dụ như vậy. Và em sẽ chọn khối lớp 9 chẳng hạn, chọn tất cả. Hiện tại thì ở đây chỉ có một lớp 951 thôi. Em sẽ tạo kỳ thi. Đó, sau khi tạo kỳ thi thì kỳ thi sẽ ở trạng thái ẩn và sẽ chờ các cái giáo viên đăng nhập vào để có thể cập nhật các cái bài thi có trên vào cái kỳ thi này. Và đây em sẽ thoát ra, em sẽ thoát ra và đăng nhập vào một cái tài khoản của giáo viên có quyền tạo bài thi cũng như là có quyền chủ môn luôn, để có thể thao tác thử cho quý thầy cô xem cái phần sao chép cái kiến thức. Đăng nhập luôn. Đó, quý thầy cô truy cập vào đây. Đây trong cái phần quản lý môn học giáo trình đây, như lúc em có chia sẻ thì sẽ có phần danh sách giáo trình. Và đối với tài khoản, ví dụ như tài khoản của cô Kim này là giáo viên trường bộ môn toán chẳng hạn, thì cô Kim sẽ có thể nhân bản cái kiến thức lên. Đó, thì hoặc là đây em sẽ vào chi tiết luôn, xem chi tiết trước. Đó, đấy, đây là phần cái kiến thức của môn toán trung học cơ sở. Và đây em sẽ nhân bản lên. Đó, xác nhận nhân bản giáo trình, xác nhận. Đó, và sau khi mà nhân bản cái kiến thức thì lúc đó cái tài khoản của giáo viên trường bộ môn này hoàn toàn có thể là thay đổi các cái nội dung có trong này. Đó, có thể thêm sửa mục tiêu kiến thức, sửa mục tiêu kiến thức, danh sách các dạng bài và xóa mục tiêu. Đó, em sẽ thêm đi. Demo, demo chẳng hạn. Đó, sau khi tạo xong thì sẽ có. Đó, ở đây sẽ có luôn. Đây cô nhìn thấy không ạ? Đó, và quý thầy cô hoàn toàn có thể là xóa đi. Nếu mà không đúng thì quý thầy cô có thể xóa đi. Đó, thì nó sẽ trở về các cái nội dung kiến thức mà quý thầy cô đang xem từ trước đó. Đấy, còn quý thầy cô có thể sửa mục tiêu hoặc sửa cái danh sách dạng bài đây. Đó, có thể gán mã mục tiêu kiến thức là gì, mã dạng bài là gì. Đó, để khi mà quý thầy cô đưa lên những ngân hàng câu hỏi ấy, thì quý thầy cô sẽ căn cứ vào các cái mã của các cái dạng bài, rồi cứ các mã của mục tiêu kiến thức ở đây, mã môn học, để có thể đưa lên được cái ngân hàng câu hỏi lên trên hệ thống để phục vụ cho cái kỳ thi. Thông thường những ngân hàng câu hỏi đó thì sẽ được đưa lên để phục vụ cho các cái kỳ thi, và cũng có thể là đưa lên để các giáo viên có thể sử dụng nó trong cái phần gọi là tạo bộ đề từ ngân hàng câu hỏi có sẵn ấy. Thì ở đó sẽ có mục để mà giáo viên lựa chọn được các cái câu hỏi mà mình đã tạo sẵn rồi, trên ngân hàng câu hỏi có sẵn rồi. Đó, thì trong phần quản lý môn học giáo trình này thì đó là cái phần mà đối với tài khoản giáo viên trưởng bộ môn thì mình có thể là nhân bản cái kiến thức. Thì sau khi nhân bản thì quý thầy cô cũng nên cập nhật trạng thái cho nó. Đó, hiển thị. Đó, đây thì sẽ có cái tên giáo trình của mình. Khi mà nhân bản lên thì nó sẽ hiển thị theo giáo trình và trường, cái tên trường của mình là gì thì sẽ hiển thị kèm theo đây. Đó, còn giáo trình mặc định hệ thống thì mặc định là chỉ có thể xem thôi, không thể là mà thêm sửa xóa như là thay đổi được. Ngoài ra thì quý thầy cô cũng có thể thêm giáo trình bằng tay. Đối với các môn học mà mình không thể nhân bản thì mình có thể thêm bằng tay, ví dụ như môn hướng nghiệp khởi nghiệp em vừa tạo chẳng hạn. Đó, thì quý thầy cô có thể thêm. Đó, đây bây giờ em sẽ bấm phần danh sách giáo trình và thêm giáo trình luôn. Em sẽ chọn mã môn không có ở đây thì mình sẽ mã giáo trình, ví dụ đây là
Môn hướng nghiệp khởi nghiệp 001. Tại là cô giáo Nguyễn Thị Kim này đang được phân công phụ trách ba môn đó là toán, anh và lịch sử, nên là chỉ có thể tạo được các cái mã liên quan đến cái môn học đó mà thôi. Còn nếu mà muốn phân công cái môn hướng nghiệp khởi nghiệp mà em vừa tạo ấy, thì ở trên này cái phần mà tài khoản quản trị sẽ phải gán cho cái quyền cho giáo viên Nguyễn Thị Kim này, cái quyền trưởng bộ môn của môn hướng nghiệp khởi nghiệp đó, thì lúc đó là giáo viên Nguyễn Thị Kim mới có thể xây dựng cái giáo trình đó mà thôi. Đó thì ở đây thì đối với tài khoản của cô Kim thì chỉ có thể là thêm các cái giáo trình liên quan đến các môn học như toán, anh, lịch sử. Đó, ví dụ em chọn môn toán này chẳng hạn, toán môn học cơ sở demo. Đó, ví dụ như vậy. Đó, bấm thêm mới. Thì khi đó quý thầy cô sẽ nhìn thấy được ở đây sẽ có một cái cây gốc ở đây, và quý thầy cô sẽ bấm vào đây thêm mục tiêu kiến thức. Đó, quý thầy cô điền cái thông tin có ở đây, nhập tên hiển thị, nhập tên mô tả nội dung. Đó, đó, sau khi nhập vào, ví dụ ở đây là điểm mô 1 thì sẽ có ở dưới này. Và trong phần này thì quý thầy cũng có thể thêm tiếp các cái nội dung ở phía trong. Thì U2 đó thì nó sẽ sinh ra ở phía trong cái phần demo 1 này. Và nếu mà quý thầy cô có thể thêm ở phía trên này, cái gốc thì sẽ là DS1 đó, thì nó sẽ hiển thị ở phía trên. Cái kênh kiến thức nó sẽ chia dần ra, và quý thầy cô có thể cứ thế mà thao tác thì sẽ tạo nên được các cái kênh kiến thức phù hợp với cái quá trình giảng dạy của quý thầy cô. Và em xin được quay trở lại để giới thiệu tiếp. Em xin được giới thiệu tiếp cái việc là trong phần quản lý kỳ thi đấy ạ. Như lúc đấy thì ở bên tài khoản quản trị đã tạo được một cái kỳ thi như này, kỳ thi giữa học kỳ 2. Và đối với giáo viên có quyền tạo cái kỳ thi thì có thể là vào đây để nhập thêm cái bài thi. Đó, tích vào bài thi bao gồm bài thi tổ hợp, hoặc là đây quý thầy cô có thể là đây, quý thầy cô lưu ý nhé, nên đọc kỹ rồi thông tin đây. Đề thi và các mã đề cần phải sẵn sàng trước mở bài là 4 tiếng để hỗ trợ tạo đề và sinh đề. Nếu trong quá trình mà quý thầy cô thao tác mà có vấn đề thì có thể liên hệ đến số điện thoại này để tổng đài hotline bên em có thể hỗ trợ. Đó, quý thầy cô có thể thêm bài thi bằng file Word, topic đây chẳng hạn, bài thi môn toán 19, môn toán chọn tham điểm 10, số mã đề sinh ra có thể 5 lên thẳng dẫn thi. Thì quý thầy cô có thể chọn tất cả và chọn web Android hoặc iOS, nhưng mà để mà phục vụ tốt nhất ý, thì quý thầy cô nên chọn phần web này để các bạn học sinh chỉ làm trên các cái trình duyệt web thì nó sẽ ổn định hơn. Đó, và quý thầy cô sẽ chọn thời gian đây, em sẽ chọn thay đổi đây vì bây giờ là 10:16 rồi, em sẽ chọn lại thời gian bắt đầu sẽ là 10:20 đi. Đó, và bấm và nhập câu hỏi. Em sẽ chọn ví dụ đây, đề gốc. Đó, ở đây thì để mà đưa lên được ở trên cái phần thi này thì quý thầy cô cần phải convert sang cái dạng định dạng
convert cái công thức MATLAB sang dạng LaTeX, thì lúc đó đưa lên đây thì nó sẽ không bị lỗi về công thức ở đây. Em sẽ thử chọn lại. Đó, em sẽ chọn thêm bài thi. Bài thi 49. Nếu mà quý thầy cô thấy em nói nhanh ý, thì có thể nhắn vào cái ô chat để em có thể biết được, và em sẽ nói chậm lại. Còn hiện tại thì em đang tắt cái tính năng gọi là tự động bật mic của quý thầy cô, để tránh quá trình trong quá trình em hướng dẫn mà quý thầy cô lại chẳng may mở mic lên thì nó sẽ làm ồn đến người khác, nên là em sẽ tạm thời tắt cái tính năng đó đi. Đó, em sẽ chọn cái nào. Số mà đề là 5, nền tảng dự thi web, thời gian làm bài là 10:30. Tiếp theo hỏi và em sẽ chọn một cái, đó là bộ đề trách nhiệm toán đã convert đi. Đó, sau khi mà cái bộ đề mà đã convert rồi thì quý thầy cô có thể nhìn thấy là hiển thị ở trên này rất là mượt, rất là đẹp ạ. Đó, cái công thức cũng như là các cái file ảnh, file IMAP ở đây đều được hiển thị rất là rõ ràng, trực quan. Và để mà nhập đáp án nhanh cho 50 câu hỏi như thế này thì quý thầy cô lên tạo sẵn cái file đáp án riêng để nhập, thì khi đó quý thầy cô nhập đây là sẽ nhanh hơn. Ví dụ em đây, ở đây em chỉ là nhập mẫu thôi, nên em sẽ copy cho nha, để làm sao mà đáp án. Đó, em nhập thừa thì số lượng thừa thì nó sẽ bị bỏ qua và chỉ lấy đủ 50 đáp án đầu tiên thôi. Đó, sẽ gán vào trực tiếp đây. Đó, bây giờ cô sẽ nhìn thấy được các cái đáp án sẽ được gán vào từng câu hỏi một. Và hiện tại điểm thì đang là 0 điểm. Thì quý thầy cô sẽ có thể là tính lại điểm ở đây để có thể chia đều điểm vào toàn bộ cây câu hỏi. Đó. Đúng ạ? Sau đó quý thầy cô sẽ tạo bài thi. Đó. Sau khi tạo bài thi thành công thì quý thầy cô có thể nhìn lại cái thông tin ở đây. Đó. Quý thầy cô có thể chọn cái thông tin liên quan đến việc đảo các khối trong đề thi này. Hiện kết quả sau khi lọc bài này. Nếu mà tắt cái tính năng này đi thì sau khi lọc bài thì các bạn cũng vẫn chưa thể xem được, mà phải chờ hết cái thời gian hiệu lực của bài thi ở phía đây. Thì lúc đó các bạn học sinh mới có thể xem được kết quả. Còn nếu mà quý thầy cô để hiện kết quả sau khi lọc bài thì sau khi lọc bài xong các bạn có thể là xem được luôn cái kết quả của mình. Ở đây sẽ có cái tính năng bật và tắt tính năng giám sát thi. Đó, đây em sẽ bật lên để tí nữa em sẽ đăng nhập vào cái phần tài khoản của giáo viên bộ môn cũng như giáo viên chủ nhiệm để có thể xem được các cái tính năng về phần giám sát thi nó sẽ như thế nào. Đó, ở đây quý thầy cô sẽ chọn là loại bài chấm điểm tự động hay là chấm điểm theo danh sách học sinh, chấm thi theo dọc phách, hay là bài thi chỉ hiển thị đề. Nghĩa là có những bài thi mà quý thầy cô học sinh nhìn thấy đề để làm thôi, và sẽ không hiển thị kết quả, mà kết quả sẽ được nhà trường tổng hợp lại và công bố cho học sinh sau này. Đó. Đó thì quý thầy cô sẽ chọn các cái lựa chọn ở đây để giới hạn các cái phần hiển thị kết quả đối với học sinh. Đó, và sau khi mà xong rồi thì quý thầy cô sẽ bấm phần cập nhật đây. Đó. Đó, sau khi cập nhật thành công thì quý thầy cô có thể vào kiểm tra lại trong phần chi tiết này. Đó, ở đây thì sẽ có quý thầy cô sẽ nhìn thấy được cái thông tin liên quan đến cái bài thi mà quý thầy cô đã tạo ra, bao gồm số lượng câu hỏi, thời gian làm bài là bao lâu, thời gian khả dụng, nghĩa là trong cái khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 3 đến 27 tháng 4 này thì các bạn học sinh có thể làm vào bất cứ thời gian nào. Nghĩa là trong ví dụ đến ngày 1 tháng 4 các bạn mới bắt đầu vào làm chẳng hạn, thì ngày 1 tháng 4 các bạn làm vào thời điểm là 9:47 thì sau 1 tiếng là 60 phút các bạn sẽ kết thúc bài vào lúc 10:47, và sau khoảng thời gian đó thì các bạn sẽ không thể làm lại được bài nữa. Đó. Vì đây là bài thi nên là khi mà các bạn học sinh bắt đầu làm bài thì sẽ bị giới hạn cái thời gian thi trong vòng 60 phút mà thôi.
Dạ vâng, cái việc là tài khoản quản trị của trường trung học phổ thông Tầm Vu ấy thì bên em cũng đã có cung cấp đến cái danh sách tài khoản quản trị sang bên phía sở rồi, thì có thể là nhờ phía sở cung cấp lại, hoặc là quý thầy cô có thể liên hệ trực tiếp đến em để em cấp trực tiếp cái tài khoản quản trị đó cũng được ạ. Thì quý thầy cô vui lòng kết bạn đến cái số kết bạn qua Zalo, cái số điện thoại số điện thoại của em có trong cái phần cái file công văn mà sở đã gửi cho phía trường đó, thì quý thầy cô có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại đó của em, hoặc đây em có luôn số điện thoại của em trên khung chat này, được quý thầy cô có thể là tiện liên hệ hoặc là bạn qua Zalo hơn ạ. Đó, đây là số điện thoại của em. Quý thầy cô có thể là liên hệ qua Zalo để em có thể cung cấp trực tiếp cái tài khoản đó cho quý thầy cô. Đó, thì vậy là em đã thêm cái bài thi thành công. Thì em sẽ xin được chuyển sang cái phần tài khoản của quản trị. Đó, em sẽ đăng nhập lại tài khoản quản trị. Đó, và ở đây thì quý thầy cô lúc đó sẽ xong, sau khi đến cái thời gian mở kỳ thi thì quý thầy cô sẽ để hiển thị lên để cho các bạn học sinh có thể vào làm. Còn nếu mà để ẩn thì các bạn học sinh sẽ không nhìn thấy được cái kỳ thi đó. Vâng, đó. Thì quý thầy cô nhìn thấy như vậy rồi đúng không ạ? Vâng, và ở đây sẽ có cái tác vụ liên quan đến việc xóa kỳ thi này, chuyển sang trạng thái đang cấu hình này để cho các giáo viên. Như là khi mà chuyển sang trạng thái đang cấu hình này thì các giáo viên sẽ vào tạo được các cái bài thi. Còn nếu mà để sang cái trạng thái gọi là hiển thị như này rồi thì là các giáo viên thì khó có thể thao tác được. Đó. Đó, thì khi vào đây thì cô sẽ nhìn thấy được chi tiết bài thi đâu ấy. Đó. Em sẽ chuyển sang hiển thị nhé. Đó. Và để mà kiểm tra ấy, thì các giáo viên sẽ nhìn thấy được một loạt. Ví dụ em sẽ, nãy em quên không giới thiệu cho quý thầy cô, nên là cho cái mã đề khi mà sinh ra ở đây, mặc dù là có một bộ đề được đưa lên thôi, nhưng mà khi sinh ra thì có 5 mã với các cái thứ tự và các cái nội dung trong đó thì nó sẽ được thay đổi. Ví dụ đây em sẽ đăng nhập lại cái phần tài khoản của cô Kim Điện để có thể giới thiệu. Đó, quản lý kỳ thi chi tiết. Đó, vào đây thì có thể xem chi tiết danh sách đề này. Đấy, sẽ có các mã đề được sinh ra ở đây này với các nội dung khác nhau. Đó. Đó, quý thầy cô sẽ nhìn thấy được các nội dung như này, thì đối với từng mã đề thì nó sẽ khác nhau, các cái thứ tự của câu hỏi cũng như là các cái đáp án các cái đáp án ở trong từng câu hỏi ấy, nó cũng sẽ đảo cho nhau để làm sao để mà các mã đề sinh ra nó sẽ không mã đề nào giống mã đề nào cả. Em xin đó thì đơn giản nó sẽ như vậy thôi. Ở đây sẽ có thể xem cái thống kê liên quan. Đây là các thống kê liên quan đến việc các bạn học sinh làm bài, nhưng mà hiện tại chưa có bạn nào làm bài hết. Đó. Thì em sẽ chuyển sang cái phần tài khoản của quản trị. À vâng, có một cái phần mà quý thầy cô lúc đấy cũng đã có hỏi em, đó là phần làm sao để đưa được cái ngân hàng, như là các cái câu hỏi, danh sách câu hỏi lên ngân hàng câu hỏi phía trên này đúng không ạ? Thì quý thầy cô có thể vào đây, vào phần câu hỏi thông thường này, và chọn môn học, sau đó chọn giáo trình. Quý thầy cô lên chọn các cái giáo trình mà trưởng bộ môn của bên mình đã tạo bản sao và lấy cái giáo trình đó làm cái giáo trình của mình nhé. Đó. Ví dụ vậy, và quý thầy cô sẽ chọn việc thêm câu hỏi đây. Đó. Thêm câu hỏi ở đây thì quý thầy cô có thể, đây là thêm lần lượt từng câu hỏi một, thì sẽ chọn hình thức như vậy. Còn quý thầy cô cũng hoàn toàn có thể là chọn theo nhiều câu hỏi. Đó, thì
mà chọn nhiều câu hỏi thì thầy cô sẽ chọn đây, tải lên tệp nhiều câu hỏi. À, và để chi tiết cho cái quá trình hướng dẫn như này thì em sẽ chia sẻ luôn ở cái trang gọi là trang hỗ trợ chấm nguyện bên em này. Thì để mà đưa được lên thì quý thầy cô cần làm những gì, quý thầy cô có thể tìm đây, đó là đưa câu hỏi, là muốn đưa nhiều câu hỏi cũng lên nhà câu hỏi có được không, quý thầy cô có thể xem trực tiếp ở đây. Và đây sẽ có các cái link để tải các cái phần mềm đi kèm để quý thầy cô có thể là đưa được cái file câu hỏi đó lên, và quý thầy cô có thể xem video đây. Và sẽ có các cái lưu ý trong các phần hướng dẫn của từng cái video một. Đó, em sẽ mở này. Dạ vâng, quý thầy cô nếu mà vẫn nhìn thấy được cái file video em chia sẻ thì vui lòng gõ cho em phím 1 vào ô chat để em có thể biết được ạ. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn quý thầy cô. Đó, thì đây quý thầy cô có thể xem để có thể đưa được lên thì cần làm gì. Đó. Thì em xin dừng cái phần chia sẻ này đây, và có thể là em sẽ gửi luôn cái đường link hướng dẫn trên này. Cô sẽ vào cái trang này hỗ trợ này. Đó, thì ở đây cái trang này của bên em thì cô có thể truy cập vào và xem các cái hướng dẫn rất là chi tiết liên quan đến các cái loại tài khoản, ví dụ như là tài khoản quản trị viên này. Tài khoản quản trị viên thì có các tính năng gì thì bên em đều đã hướng dẫn rất là chi tiết ở đây rồi. Đó. Rồi tài khoản dành cho giáo viên này, hay là tài khoản dành cho học sinh này, thì bên em đều đã xây dựng các cái phần hướng dẫn rất là cụ thể và chi tiết ở đây. Nên là trong quá trình quý thầy cô mà sau cái buổi tập huấn ngày hôm nay chẳng hạn, quý thầy cô còn thắc mắc gì mà mình chưa rõ và muốn kiểm tra xem lại để có thể thao tác được ấy, thì quý thầy cô có thể hoàn toàn trực tiếp xem ở trên này. Còn sau khi mà xem ở trên này mà quý thầy cô vẫn chưa thấy giải đáp được cái thắc mắc của mình thì lúc đó quý thầy cô cũng có thể liên hệ trực tiếp đến em để em có thể là hỗ trợ trực tiếp trên máy của quý thầy cô bằng việc là sử dụng cái phần mềm UltraView hoặc là phần mềm TeamView để có thể thao tác trực tiếp trên máy của quý thầy cô, để quý thầy cô có thể nắm bắt được cái quá trình thao tác đó. Nhưng mà theo em thì nếu mà quý thầy cô xem các thông tin ở trên cái trang hướng dẫn này thì em nghĩ là hầu hết các quý thầy cô đều sẽ tự thao tác được mà thôi, vì là các hướng dẫn ở đây bên em đã xây dựng rất là chi tiết và cụ thể rồi đấy ạ. Đó, thì tiếp tục thì em xin được trình bày tiếp. Em sẽ quay lại phần tài khoản quản trị để giới thiệu lốt cái phần gọi là chức năng báo cáo của tài khoản quản trị ở đây, để quý thầy cô có thể xem qua. Đó. Đó. Đây em sẽ đối với việc đưa câu hỏi lên ngân hàng câu hỏi thì đó, em đã vừa đưa cho quý thầy cô một cái file video để quý thầy cô có thể xem một cách chi tiết và cụ thể. Và quý thầy cô có thể lưu ý giúp em đó là để mà đưa được ngân hàng câu hỏi lên trên hệ thống ấy, thì cái tài khoản quản trị của em ấy, hiện tại như này này thì sẽ không thể đưa được ngân hàng câu hỏi lên, mà phải dùng cái tài khoản của giáo viên bộ môn. Như là giáo viên bộ môn nào thì sẽ đưa được câu hỏi lên ngân hàng câu hỏi của bộ môn đó. Đó, quý thầy cô lưu ý giúp em là như vậy. Vì là cái phần liên quan đến chuyên môn ấy, thì tài khoản quản trị thì sẽ không thể nào mà biết chuyên môn được tất cả của các giáo các bộ môn được, nên là chỉ có thể là xem ở đây thôi mà không thể thêm. Mà để phải thêm được ngân hàng câu hỏi lên trên đó thì phải là tài khoản của giáo viên bộ môn đưa lên thì mới được. Đó. Vâng, em xin trình bày tiếp đến phần báo cáo. Thì ở đây sẽ có các báo cáo liên quan đến phần bài tập, tư luyện cũng như kiểm tra đánh giá. Thì đối với phần bài tập ở đây thì sẽ có các báo cáo theo giáo viên. Các báo cáo theo giáo viên như ở đây chẳng hạn, em sẽ bấm vào phần báo cáo theo giáo viên. Đó, quý thầy cô sẽ nhìn thấy được danh sách các giáo viên hiển thị ở đây, với số lượng các cái bài tập đã giao là bao nhiêu bài, các bài tập mà tỷ lệ lộp bài là đạt bao nhiêu phần trăm, đó đều được thể hiện đây. Một cái thầy cô có thể xem theo tên. Im ngã. Phải có đầy đủ mọi tên. Em sẽ chọn thêm môn này ạ.
chọn thì sẽ hiển thị một loạt danh sách các giáo viên mà có thể dạy môn toán để hiển thị ở đây. Đó. Nguyễn Thị Kỳ. Em sẽ thị ra đây. Và quý thầy cô xem được các cái báo cáo liên quan đến giáo viên này. Số đề đã tạo là bao nhiêu đề. Đó. Tổng số bộ đề thì ở đây là bao nhiêu. Đó. Số đề 169 đã ra 120, tỷ lệ lột bài là 28,51%. Đó. Tiếp đến có thể xem theo liên khóa. Ở đây quý thầy cô có thể xem lớp 951 chẳng hạn, xem chi tiết đây thì sẽ có các cái báo cáo liên quan đến phần báo cáo bài tập này. Đó, các cái bài tập ở đây được hiển thị xung quanh hình tròn với các cái mảng màu tương ứng đối với các phần thống kê ở đây, đó là số bài dưới trung bình này, số bài trung bình này, khá giỏi hay học sinh đã nộp hay học sinh đã giao như nào, đều được thể hiện đây. Thì các cô có thể xem thêm báo cáo về phần học sinh, đó, thời gian nào, bài tập các bạn làm như nào thì đều được sẽ được hiển thị đây. Rồi báo cáo môn học, đó. Vì thế cô đều sẽ xem được cái tổng số bài được giao và tỷ lệ lột bài đạt bao nhiêu phần trăm. Rồi, tiếp đến thì em sẽ giới thiệu tiếp đó là phần báo cáo theo lớp bộ môn. Thì tương tự như cái phần báo cáo theo lớp liên khóa thôi. Thì quý thầy cô có thể xem theo lớp bộ môn. Ví dụ ở đây chọn môn học. Chọn khối. Đó, bấm tìm kiếm để xem chi tiết. Quý thầy cô nhìn sơ qua ở đây cũng đã thấy được cái tỷ lệ lột bài là bao nhiêu phần trăm, trên sĩ số là bao nhiêu học sinh, thời gian cập nhật như thế nào. Đó. Đấy, quý thầy cô sẽ nhìn thấy được ở đây tỷ lệ phân bố điểm của từng bài một, bộ đề như giao thì sẽ như nào. Chưa làm bài thì cái ô của chúng ta sẽ toàn bộ màu hồng như này. Đó. Có điểm từ 3 đến 5 thì nó sẽ hiển thị một ô màu hồng sậm này, và điểm từ 5 đến 7 và lớn hơn 7 thì màu xanh sẽ được hiển thị ở đây. Đó. Thì đây cô cũng có thể xem thêm phần báo cáo chi tiết về từng bài tập một ở đây. Đó. Có rất nhiều tính năng liên quan đến phần báo cáo để quý thầy cô quản trị có thể xem để đưa ra các báo cáo nộp lên nhà trường. Và quý thầy cô có thể chọn thời gian để xuất file báo cáo chẳng hạn. Đó. Thì xuất file báo cáo thì sau khi xuất xong thì ở đây sẽ hiển thị một cái nút tải xuống để quý thầy cô có thể tải trong phần này. Hiện tại thì chưa. Và em sẽ giới thiệu tiếp đến phần báo cáo liên quan đến phần tự luyện của học sinh. Sẽ chia theo 3 mức độ, đó là theo mức độ thành thạo, theo chuyên cần và theo học sinh. Thì các cô sẽ chọn đây. Chọn môn. Xem báo cáo. Đó, ở đây quý thầy cô sẽ nhìn thấy đây và bấm vào chi tiết để nhìn. Đó, quý thầy cô sẽ nhìn thấy được là lớp học này thì sẽ có cái báo cáo liên quan đến học sinh như nào. Để xuất vào file Excel. Hoặc có thể quý thầy cô xem 30 ngày gần đây chẳng hạn, hoặc có thể xem là 90 ngày cũng có thể tùy chọn thời gian. Đó. Tùy chọn thời gian thì quý thầy cô cần nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Mình sẽ chọn 90 ngày gần đây chẳng hạn, xem báo cáo. Đó. 90 ngày thì sẽ có các cái vấn đề gì, hoặc bạn học sinh vào làm bài tập như thế nào, và luyện tập như thế nào. Đó, tổng số cô làm, thời gian ngày nào là đều có thể theo dõi được ở đây hết ạ. Tiếp đến thì có thể xem theo mức độ chuyên cần. Em sẽ chọn thời gian. Năm 20. Xem báo cáo. Đó, thì chắc có thể nhìn thấy được ở đây. Đây báo cáo chuyên cần được các mức độ của bạn học sinh ở trong lớp 951. Đó, tiếp đến thì quý thầy cô cũng có thể xem theo từng bạn học sinh một. Quý thầy cô thì gõ đây như bạn Lê Văn Nam chọn khối, nó muốn tìm kiếm. Đó, có thể xem phần báo cáo tự luyện. Đó, thì quý thầy cô sẽ nhìn thấy được cái nhật ký học tập ở đây, không có dữ liệu của chương của môn học. Nhà dữ liệu chương ở đây thì sẽ chọn môn toán nhé. Đó, thì sẽ ra ngay được các cái mức độ thành thạo đơn vị kiến thức, rồi các cái bảng thống kê theo chương mà bạn học sinh đó đã làm đều được sẽ được cập nhật ở đây. Và quý thầy cô có thể tải file Excel
về, cũng như là lấy các dữ liệu mới nhất được cập nhật. Đó, đó đấy là cái cách thức mà quý thầy cô có thể lấy các báo cáo cho theo từng bạn học sinh một, hoặc quý thầy cô có thể tìm theo từng khối đây và xem báo cáo kiểm tra chẳng hạn. Em sẽ chọn vào các bạn Lê Văn Nam nhé, toán đó. Thì đây là phần báo cáo kiểm tra, thì quý thầy cô sẽ nhìn thấy được ở đây các bài kiểm tra mà của bạn học sinh đã làm, đó sẽ được hiển thị ở đây, và quý thầy cô cũng có thể xuất ra file Excel. Xuất lại yêu cầu xuất báo cáo thành công, đó xuất xong thì nó sẽ hiển thị trên này. Bao giờ khi xuất xong thì đã hoàn thành ở đây thì quý thầy cô đó sẽ có nút tải đây, đó đây đang có đề số 5 bạn đang làm. Quý thầy cô cũng có thể xem luôn được phần báo cáo liên quan đến phần báo liên quan đến phần kiểm tra đánh giá, như là các cái kỳ thi chẳng hạn, thì quý thầy cô có thể nhìn đây và có thể chọn được, chọn loại kỳ thi, đó kỳ thi của trường này, của sở phòng này, hay kỳ thi chung của toàn bộ trường, đó. Ở đây thì hiện tại là có các kỳ thi như thế này, nó có thể xem các báo cáo theo bài thi, đó. Nếu bấm vào đây thì sẽ xem được từng cái báo cáo một. Nếu mà báo cáo nào có dữ liệu thì nó sẽ hiển thị đây, đó. Thế không ạ? Và để quý thầy cô có thể quan sát được cái việc là giám sát kỳ thi ấy, thì em sẽ đăng xuất sang phần tài khoản ở đây. Đó, em sẽ đăng nhập vào một cái tài khoản của giáo viên. Đó, em sẽ đăng nhập vào một tài khoản của giáo viên ở đây. Và sẽ phần chấm giám sát thi đấy ạ, có phần giám sát thi lớp bộ môn đây, thì có thể vào đây trực tiếp để xem. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thì để mà giám sát được thì phải mở cái lên và phải cho bạn học sinh vào làm. Em sẽ chuyển đến đây, hiển thị, cập nhật. Và bây giờ em sẽ sử dụng cái phần mềm giả lập để thử và làm xem sao. Em sẽ vào bằng điện thoại đi nhanh, vào giả lập này thì hơi lâu. Em sẽ vào bằng điện thoại của em và em vào tài khoản của bạn bạn Nam để em sẽ thử làm một bài tập chỉ xem ở trên này xem như nào. Em thấy có khá nhiều thầy cô kết bạn với em qua Zalo ấy, thì có khả năng em sẽ tạo một cái nhóm ôn luyện của Hậu Giang ấy, để có thể là quý thầy cô do hết vào trong cái nhóm đó, để có thể quý thầy cô trong quá trình sử dụng có thắc mắc gì thì cũng có thể chia sẻ lên trên nhóm. Bây giờ đầu tiên em sẽ đăng nhập vào ôn luyện nhé, quý thầy cô cho em một chút xíu ạ. Em app ôn luyện. Thầy cô cho em một chút xíu ạ, để em lấy thông tin đăng nhập. Em đăng nhập bằng tài khoản trên này thì em lưu 84. Ok, đăng nhập đó và em sẽ quay lại tài khoản cũ kia ở đây để quý thầy theo dõi đó. Và bây giờ em sẽ
Em sẽ vào tài khoản học sinh để em thao tác trên hệ thống. Em sẽ vào phần kỳ thi trường học cuộc thi và em sẽ vào kỳ thi dốc kỳ 2. Không tìm thấy dữ liệu. Vâng, để em tạo một cái nhóm chat ở đây mà sẽ em sẽ tạo một cái nhóm. Vâng, một chút xíu nữa thì em sẽ tạo một cái nhóm mà em sẽ đẩy lên trên này để quý thầy cô có thể là quét mã QR hoặc là em sẽ gửi cái đường link để quý thầy cô có thể truy cập vào. Để cô chờ em một chút xíu. Em sẽ tạo trước một cái nhóm. Tên nhóm ôn luyện. Quý thầy cô chờ em một chút xíu ạ. Em đang tạo đây, có cụ Ngọc đấy. Đó, em đã tạo xong rồi. Và em chia sẻ ở đây. Đây, quý thầy cô có thể vào. Quý thầy cô tham gia thì có thể vào đường link ở đây ạ. Gửi đường link ở đây ạ. Quý thầy cô vui lòng bấm tham gia đấy cho em ạ. Đó. Thì đấy là cái phần mà em vừa tạo nhóm group. Còn bây giờ em sẽ tạo nhóm Zalo. Bây giờ em sẽ trình bày tiếp đến cái phần gọi là thi. Em sẽ kiểm tra lại ở đây. Ở đây em sẽ vào phần chúng ta giảm thức thích, em sẽ vào luôn tài khoản học sinh đây đi ạ. Đăng xuất vào tài khoản học sinh. Và vào phần trường học cuộc thi. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, không tìm thấy dữ liệu. Em sẽ kiểm tra lại phần hiển thị ở đây ạ. Đối với quản trị hệ thống hiển thị rồi, cập nhật. Em quay lại bên này em kiểm tra xem ạ. Đã thấy dữ liệu, nghĩa là em sẽ kiểm tra bằng tài khoản giáo viên đây. Chi tiết hiển thị chức năng xem chi tiết thời gian từ ngày
thời gian khả dụng là 10:20 ngày 7 tháng 3. Em chi tiết hiển thị bật đây em phải chuyển sang hoạt động xác nhận. Nãy em vẫn chưa chuyển trạng thái sang hoạt động nên là bạn học sinh vẫn chưa nhìn thấy. Rồi em sẽ F5 lại. Giờ đã nhìn thấy rồi. Đó. Thì khi mà vào đây thì các bạn học sinh đã nhìn thấy được nội dung như này. Và em sẽ bật BlueStack lên để thao tác luôn. À mà cũng không cần thiết, em sẽ bật bằng duyệt khác là được. Một chút xíu để em lấy thông tin đăng nhập của cô Kim đây ạ. Thì cô đợi em một chút xíu để em lấy cái thông tin nhập ở đây, sau đó em sẽ trả lại màn hình. Em xin được tiếp tục chia sẻ màn hình. Đó. Thì đó, thì đây em sẽ vào làm bài tập. Em sẽ làm bài thi đối với tài khoản học sinh. Các bạn học sinh thì lên đọc các cái nội dung ở đây trước. Đó. Có thể bắt đầu làm. Đây là đối với bài thi được giám sát ấy, thì sẽ có một cảnh báo được đưa ra là chú ý bài thi đang được giám sát, mọi hành động của thí sinh đều được quan sát và lưu lại. Thì các bạn sau khi mà đọc xong và xác nhận cái nội dung đó thì sẽ vào thi. Đó, ở đây thì sẽ hiển thị danh sách toàn bộ các bài thi và các bạn học sinh có thể chọn đây, chọn các đáp án của mình. Đó. Và nếu mà các bạn học sinh mà có ý định gọi là mở thêm một cái tab nữa ở đây thì ở bên phía tài khoản bên phía tài khoản của giáo viên sẽ biết được ngay được cái thời gian đó của bạn ấy. Nó phần chấm giám sát thi lớp 1 đó. Vào đây thì quý thầy cô sẽ nhìn thấy được. Đó, đang làm bài và bấm vào đây sẽ biết được chi tiết là bạn học sinh nó đang trả lời như thế nào. Và khi mà bạn ấy thoát khỏi cái màn hình kỳ thi thì sẽ bị hệ thống ghi lại cái thời điểm đó để biết được là bạn học sinh nó đang có thể là có ý định là tìm kiếm một cái thông tin ở trên mạng chẳng hạn. Khi mà mở tab mới thì đây là cái phần giám sát để có thể đưa ra được các cái thông báo đó. Khi mà di chuột sẽ bị cảnh báo. Đó, và các bạn học sinh phải tiếp tục từ xác nhận là làm bài thì mình có thể tiếp tục vào làm bài được. Đó, đấy là cái tính năng giám sát thi dành cho giáo viên bộ môn cũng như là chủ nhiệm thì cũng có thể là xem được ở đó. Đối với giáo viên chủ nhiệm thì do tài khoản của cô Kim cũng là tài khoản giáo viên chủ nhiệm của lớp 951 luôn nên là cô cũng có thể vào đây xem. Đó, sẽ biết được là bạn thời gian bắt đầu làm là thời gian nào đang làm hay là như nào, số lần thoát ra ở đây sẽ được thống kê. Đó, như là thoát khỏi số lần mà các bạn học sinh thoát khỏi cái giao diện mà đang làm bài thi này thì sẽ được thống kê và lưu lại. Đó, bạn học sinh có thể làm toàn bộ đây và sau khi làm xong thì có thể lộp bài. Đó, ví dụ như vậy. Ở đây nếu mà các bạn học sinh lộp bài sớm quá thì hệ thống sẽ đưa cảnh báo. Bạn chỉ có thể lộp bài sau khoảng thời gian là 2/3 thời gian của bài thi thôi. Đúng như theo quy chuẩn thi của chúng ta ở các cuộc thi thực tế mà do Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra. Quy định là
mà phải sau 2/3 thời gian thì mình có thể lục bài và ra khỏi vòng đó. Thì để cho nhanh thì em sẽ tắt đi và sẽ dừng cái việc thao tác đối với cái tính năng giám sát thi đó. Đó. Vâng, vậy là em cũng đã giới thiệu xong cái phần liên quan đến cái buổi tập huấn ngày hôm nay. Thì hiện tại không rõ quý thầy cô có những thắc mắc về hoặc là những câu hỏi cần đưa ra thì quý thầy cô có thể mở mic lên và trao đổi ạ. Em đã mở lại cái tính năng bật mic cho giáo viên rồi đã. Vâng, quý thầy cô có thể đưa ra các câu hỏi để em có thể là đưa ra cái phần giải đáp liên quan đến cái tính năng của hệ thống. Hoặc là trong quá trình nếu mà hiện tại quý thầy cô mà không có câu hỏi thì trong quá trình quý thầy cô sử dụng cũng có thể là đưa ra các cái câu hỏi tới em thông qua cái nhóm chat ở trên Zalo đó để em có thể vào giải đáp. Còn nếu mà quý thầy cô vẫn chưa hiểu kỹ thì cũng có thể là liên hệ trực tiếp đến số Zalo của em đó để em có thể là thao tác trực tiếp trên máy của quý thầy cô có thể làm rõ hơn ạ. Vâng, có quý thầy cô nào đưa ra câu hỏi không ạ? Thì để em có thể là giải đáp luôn ạ. Quý thầy cô có nội dung nào chưa rõ thì mời quý thầy cô ạ. Chắc là không có ý kiến gì thì việc chiều nay mình tiếp tục nữa rồi cuối buổi thì mình có những cái cuối buổi chiều nay thầy có ý kiến gì thì sẽ trao đổi thêm thầy ha. Dạ. Vâng, với cái tình hình như này thì em thấy là đa phần là các thầy cô cũng chưa đăng nhập vào hệ thống để sử dụng hệ thống ấy. Nên là cái khả năng là đưa ra các câu hỏi thì nghe chừng là cũng hơi khó. Nên là để mà thuận lợi thì quý thầy cô khả năng chiều nay em vẫn cứ trình bày cái buổi tập huấn buổi sáng nay để quý thầy cô có thể lắng nghe, và sau cái buổi tập huấn thì quý thầy cô có thể là về thao tác trực tiếp trên hệ thống, vì khi trong quá trình quý thầy cô thao tác thì sẽ đưa ra được có nhiều các vấn đề mà quý thầy cô sẽ thắc mắc, thì lúc đó thì đưa ra câu hỏi thì nó sẽ chính xác hơn. Vâng, nếu mà không có quý thầy cô nào đưa ra câu hỏi trong buổi sáng thì em xin phép được dừng cái buổi trình bày buổi sáng ngày hôm nay ở đây. Và xin hẹn gặp lại quý thầy cô vào buổi chiều nay ạ. Yeah, xin cảm ơn thầy Việt, chiều nay mình gặp lại thầy nhé. Dạ vâng ạ, em xin kính chào quý thầy cô ạ.